chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện tiếp. một hồi cô nghĩ nhạc đến, các ngươi đi cổng cái nào gọi ngân tháp nhà hàng trong tiệm chờ ta. Cô mang mỉm cười gật đầu, rất nhanh cô nghĩ nhạc đến, Nhìn thấy chỉ có Skuman một người, nghĩ thầm, thật sự là trời cũng giúp ta. Skuman, ta đến, sốt ruột chờ đi. Cô nghĩ nhạc lộ ra tự cho là nụ cười mê người, đưa tay liền muốn sờ Skuman đỉnh đầu, Skuman linh hoạt tránh khỏi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, liền chờ một hồi. Hừ, bản tiểu thư đầu là ai đều có thể tùy tiện sờ sao? Đừng bẩn đầu của ta, tối hôm qua mới tẩy. Thanh Ninh đâu? Làm sao còn chưa tới? Nàng mỗi lần đều như vậy, cũng nên đám người thật sự là quá kéo dài. Cô nghĩ nhạc không vui phê bình nói, Suman Mang nhíu mày, trả lời, Thanh Ninh có chút việc đi ra, nàng gọi chúng ta đi ngân tháp nhà hàng đợi nàng. Cô nghĩ nhạc nghe xong, trên mặt biểu lộ lập tức nới lỏng, ngân tháp phòng ăn là nhị trung lân cận tốt nhất phòng ăn, mới mở, đẳng cấp rất cao, đồ vật bên trong cũng rất đắt, hắn sớm muốn đi ăn, chính là mình không có tiền, không có cơ hội ăn, bây giờ nghe Thanh Ninh có việc đi ra, hắn liền suy đoán Thanh Ninh phải đi lấy tiền, cho nên mới để bọn hắn đi trước phòng ăn đợi nàng. Tốt, vậy chúng ta đi. Cô nghĩ nhạc vui vẻ ở phía trước dẫn đường, đi 5 phút đồng hồ, hai người tới ngân thác phòng ăn, cổng phục vụ viên nhiệt tình chiêu đãi bọn hắn. Xin hỏi có căn phòng độc lập sao? Su hỏi. Có, nhưng tiêu phí không thấp, các ngươi khẳng định muốn sao? Phục vụ viên nhìn hai người một bộ học sinh cách ăn mặc, nghi hoặc mà hỏi thăm, cô nghĩ nhạc bám vào Su bên tai, nói, chúng ta người không nhiều, nếu không ngồi bên ngoài liền tốt như vậy sao được, hôm nay ngươi thắng tranh tài, chúng ta nhất định phải thật tốt chúc mừng một phen, liền phải gian phòng đi, không sợ. Skuman nói, cô nghĩ nhạc nghĩ đến là thanh ninh trả tiền, cũng không phải hoa tiền của mình, liền nói, được rồi, chúng ta muốn cái gian phòng đi. Chương 137, cặn bã nam thổ vị thổ lục vụ viên gật gật đầu, lễ phép lĩnh người vào nhà, vào phòng, cô nghĩ nhạc con mắt đều lớn, bởi vì cái bàn thực sự là quá lớn, tối thiểu có thể ngồi mười mấy người, cái bàn là bàn tròn lớn, cái ghế là trên tivi cản sinh trong phim những người có tiền kia ngồi loại kia xa hoa kiểu dáng châu âu cái ghế cái bàn ở giữa còn đặt vào một chậu hoa nhìn thấy bài biện trong phòng cô nghĩ nhạc chấn kinh đồng thời vô cùng hưng phấn dạng này hắn lại có thể cùng hắn bên người mấy cái kia đồng học khoác lác hắn cô nghĩ nhạc cũng là xuất nhập qua loại này cấp cao nơi chốn người scuman không chút biến sắc quan sát cô nghĩ nhạc từng hành động cử chỉ gặp hắn một bộ lưu mổ mổ tiếng đại quan viên bộ dáng trong lòng nhiều hơn mấy phần xem thường, bữa ăn này sảnh trang hoàng thả ở niên đại này đúng là xa hoa, mở ra menu xem xét, giá cả cũng rất xa hoa, phổ thông một cái xào rau xanh, thế mà cũng phải 10 khối tiền một đĩa, phổ thông quán cơm cũng liền 5 mao tiền. Một khối tiền một đĩa mà thôi. Thịt đồ ăn phổ biến tại hơn 20 khối tiền, quý một điểm hải sản liền 30 40 khối một đĩa, dạng này giá cả đặt ở hậu thế, khẳng định chính là cải trắng giá, nhưng là hiện tại là thập kỷ 90a, mọi người mới vừa vặn ăn cơm no một tháng hai trăm nguyên tiền lương, ăn như thế dừng lại, một tháng tiền lương đều không đủ tạo. Suma nhìn xem menu, trong lòng bỗng nhiên có cái chủ ý, cười đối phục vụ viên nói, phục vụ viên, chúng ta gọi món ăn. Được rồi, hai vị muốn ăn cái gì? Phục vụ viên cười nói, cô nghĩ nhạt nhìn xem menu, trong lòng có chút run rẩy, đắt như vậy đồ ăn, hắn điểm không hạ thủ A, Suma mỉm cười nói, từng, một cái hấp cá hoa vàng, dầu bạo tôm bự, xào 60, thịt bò xào giới lan một con bạch cắt gà, nửa cái việc quay, chờ một chút. Cô nghĩ nhạc dọa sợ, ngượng ngùng cùng Suman nói, "Suman, chúng ta người không nhiều, không cần gọi nhiều như vậy a." À. "Không có việc gì, hôm nay ngươi thắng trận bóng, nhất định phải thật tốt chúc mừng, hôm nay chúng ta buông ra cái bụng ăn." Suman nói, tiếp tục điểm, thẳng đến đem trong tiệm món ngon đều điểm toàn bộ, mới thu hồi menu, phục vụ viên vui vẻ cực, "Hôm nay tiếp như thế một cái khách hàng lớn, thật sự là kiếm lật. Hai vị uống trước điểm trà, Ta lập tức đi cho các ngươi hạ đơn, để phòng bếp làm đồ ăn. Phục vụ viên vui vẻ nói. Tạ ơn. Scuman lễ phép nói, cũng không lâu lắm. Thanh Ninh đến, nàng vui vẻ sát bên cô nghỉ nhạc ngồi xuống, nói, nghỉ nhạc, ngươi hôm nay thực sự là quá khốc, nhờ có ngươi cái cuối cùng ba phần cầu, không phải chúng ta đều thắng không được. Cô nghĩ nhạc nhất hưởng thụ người khác truy phủng, Thanh Ninh sùng bái, có thể để cho hắn tìm không ra bắt. Thật sao? Ta cảm giác, mới thắng một cầu luôn cảm giác mình không mang bóng tốt đội. Cô nghĩ nhạc trái lương tâm nói khiêm tốn lời nói, su mang biểu môi, ha ha, chúng ta một trung đội bóng rổ, nếu không phải ra sân đều là dự bị, ngươi có thể thắng. Thật sự là trò cười. Chẳng qua ngươi không mang bóng tốt đội, đó là thật, sai lầm quá nhiều, đoàn đội tinh thần lại không đủ, toàn đội người đều muốn đem cầu truyền cho ngươi, không bằng một mình ngươi đánh tốt, thanh ninh vội vàng an ủi nói, làm sao lại như vậy? Ngươi đều cố gắng như vậy, tuyệt đối không được tự trách cô nghĩ nhạc cười gật gật đầu cảm ơn ngươi thanh ninh ngươi quá sẽ an ủi người bên cạnh ta bằng hữu đều không có giống ngươi như thế tri kỷ Skuman muốn buồn nôn thấp giọng thanh ninh nói ta đi một chuyến nhà vệ sinh đợi lát nữa tới tìm ta ta có lời nói cho ngươi cô nghĩ nhạc rất muốn biết các cô gái đang nói cái gì dựng thẳng lên lỗ tai bất đắc dĩ Skuman nói đến quá nhỏ âm thanh nghe không được Skuman nhìn cô nghĩ nhạc liếc mắt con mắt giống như đang nói soái ca đi theo ta Cô nghĩ Nhạc nhìn xem Skuman chọc người nhỏ bộ dáng, thần đều mất đi, gặp người ra ngoài, chân sau liền đi theo ra ngoài, "Thanh Ninh, ngươi chậm rãi ngồi, ta đi đi nhà vệ sinh." Thanh Ninh nhìn xem trước sau chân không gặp hai người, mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, một lát sau, nhớ tới Skuman nói với nàng, quay người liền phải đi tìm nàng, mang tại nhà vệ sinh tẩy cái tay, sau đó liền đi ra, tại nhà vệ sinh chỗ góc cua, cô nghĩ Nhạc bỗng nhiên xuất hiện, cho nàng đến một cái vách tường đông. "Ngươi muốn làm gì?" Suman trấn định mà hỏi thăm, cô nghĩ nhặt một tay chống đỡ tường, khóe miệng lộ ra một tia cười tà, vẫy một chút hắn đầu kia tự nhận là là lưu xuyên phong tóc dài, cười nói, Suman, ngươi thật nhiều mê người, lòng ta đều bị ngươi vẫy đi. Suman trong lòng cười lạnh một tiếng, đầu chuyển tới một bên, vừa mới bắt gặp sau tường có người nhanh chóng rụt trở về, ha ha, đây không phải là thanh ninh sao? Tốt, đã ngươi như thế yêu vậy, tỷ tỷ liền chơi đùa với ngươi, thật sao? Ngươi cũng rất đẹp trai rất có mị lực a. À. Suman cười nói. Đã ngươi như thế thưởng thức ta, không bằng đáp ứng ta, làm bạn gái của ta như thế nào? Cô nghĩ nhạc cười ta nói. Ngươi không phải có bạn gái sao? Suman hỏi. Ta nơi nào có bạn gái? Mẫu thể độc thân đến nay thật sao? Ta độc thân lâu như vậy, chính là vì chờ ngươi. Cô nghĩ nhạc che giấu lương tâm nói, thanh ninh vừa vặn ra tới tìm Suman, vừa muốn chuyển biến, liền thấy cô nghĩ nhạc đối Suman vách tường đông, dọa đến lui trở về nơi hẻo lánh bên trong, nghe được cô nghĩ nhạc nói mình không có bạn gái, còn để Skuman làm bạn gái của hắn thời điểm, thanh ninh mắt trợn tròn, hắn làm sao có thể dạng này, chẳng lẽ hắn không biết Skuman là ta bằng hữu tốt nhất sao, thương tâm, thất lạc, tiếp theo phẫn nộ. Nàng chịu đựng lửa giận, tiếp tục nghe tiếp. Thật sao? Khi thanh ninh đâu? Ta nhưng nghe nàng nói, ngươi là bạn trai của nàng. Skuman nhìn xem cô nghĩ nhạc con mắt, quả nhiên, cô nghĩ nhạc trong lòng có quỷ, ánh mắt bắt đầu trốn tránh, nói bậy, nàng đoán chừng là hiểu lầm, cảm thấy ta đối nàng tốt, cho nên mới cho là mình liền là bạn gái của ta. Thanh Ninh, cái gì? Ta hiểu lầm. Ngươi không phải nói ta xinh đẹp nhất, nhất khéo hiểu lòng người, còn nói muốn cùng một chỗ kiểm tra vân thành đại học, về sau làm việc với nhau, kết hôn sinh con. Vậy ngươi vì cái gì hỏi nàng đòi tiền? Cô mang lạnh lùng hỏi, cô nghĩ nhạt giật nảy cả mình. Cái này thanh ninh, làm sao cái này cũng nói với người ta ngươi là ăn giấm sao? Cô nghĩ nhạc hỏi, Skuman không có lên tiếng âm thanh, cô nghĩ nhạc trong lòng đại hỷ, ha ha, nữ nhân quả nhiên đều là hẹp hòi. Ai, kỳ thật ta cũng không nghĩ, ta điều kiện gia đình không tốt, thanh ninh thích ta, chủ động đưa tiền ta, ta cự tuyệt, nhưng nàng vẫn là muốn cho ta, không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là nhận lấy đến. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta đối nàng một điểm ý tứ đều không có, ta chỉ là xem nàng như làm muội muội. Nàng cho ta tiền, ta sau này sẽ trả cho nàng. Cô nghĩ nhạt nói. Ta không tin, trừ phi ngươi giấy trắng mực đen đem giấy vay nợ viết xuống đến, ta mới tin tưởng ngươi cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Skuman nói, cô nghĩ nhạt do dự, nhưng nghĩ tới thanh ninh đối với mình y thuận tuyệt đối dáng vẻ, đã cảm thấy không quan hệ, dù sao coi như viết giấy vay nợ, thanh ninh cũng không có khả năng muốn hắn trả tiền lại, hắn đau nhất định quyết tâm, cười nói, tốt, ta lập tức viết, viết, ngươi liền đáp ứng ta, có được hay không? Vậy phải xem biểu hiện của ngươi." Skuman cười nói, cô nghĩ nhạc nghe xong, biết mình có cơ hội, không nói hai lời, tìm phục vụ viên viết cái giấy vay nợ, đưa cho Skuman, "Cho ngươi, lần này ngươi an tâm đi." Quay đầu ngươi đem giấy vay nợ cho Thanh Ninh, để nàng tới tiền ta trả tiền. "Tốt, ta nhất định sẽ." Skuman kiều mị nhìn cô nghĩ nhạc liếc mắt, khéo léo đáp ứng. "Vậy được, chúng ta trở về đi, đừng một hồi để Thanh Ninh hiểu lầm." Cô nghĩ nhạc nói, Skuman kéo một chút ước chừng đoán chừng đến thanh ninh đã rời đi, mới cười cùng cô nghĩ nhạc trở về phòng. Chương 138, cặn bã nam bị phết trong phòng ngồi một hồi, phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, cô nghĩ nhạc nhìn xem đầy bàn mỹ thực, nước bọt đều muốn lưu. Sô thanh ninh, chúng ta bắt đầu ăn đi. Cô nghĩ nhạc vui vẻ nói. Chờ một chút, ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Thanh ninh cười nói. Ai nha, ngươi thật sự là quá hiểu ta, ta thích nhất kinh hỷ cô nghĩ nhạc trả lời thanh ninh ở trong lòng cười lạnh ha ha đợi lát nữa thấy hy vọng đối với ngươi mà nói không phải kinh hãi một lát sau cửa phòng mở tiến đến một cái xinh đẹp nữ sinh nhìn thấy cô nghĩ nhạc vui vẻ nhào tới còn tại trên mặt hôn một cái nghĩ nhạc ngươi hôm nay thật là quá lợi hại ta quá yêu ngươi vừa dứt lời sau đó đến mấy nữ sinh nhìn thấy nhào vào cô nghĩ nhạc người trong ngực sắc mặt đại biến ngươi làm gì thân bạn trai ta tóc dài mỹ nữ tức giận nói Ngươi nói bậy bạ gì đó, cái này là bạn trai của ta." Tóc ngắn nữ hài bá đạo nói, cô nghĩ nhạc nhìn thấy trước mắt mấy nữ hài, mặt đều trắng rồi, hỏng bét, các nàng làm sao đều đến? Thanh Ninh thấy thế, tức giận nói, tốt ngươi cái cô nghĩ nhạc, lại dám chân đạp mấy đầu thuyền, ta nói ngươi làm sao để ta ở trước mặt mọi người không nên quá thân mật, hóa ra là sợ bị bạn gái khác phát hiện. "Cô nghĩ nhạc, ta móc tim móc phổi đối ngươi tốt, ngươi đối với ta như vậy, ngươi là người sao?" Skuman làm bộ rất tức giận nói, "Ha ha ngươi vừa mới còn nói để ta làm bạn gái của ngươi nguyên lai like ngươi là tình yêu lừa đảo quá đáng ghét nói xong scoman hướng phía cặn bả nam trên mặt phun một bàn tay thanh ninh theo sát phía sau một chân đạp trúng mệnh căng của hắn sau đó lôi kéo scoman tức giận đi kia mấy nữ bằng hữu thấy thế phát hiện mình bị lừa gạt liên thủ đánh cho tê người cặn bả nam dừng lại tức giận đi qua một hồi lâu cô nghĩ nhạc mới từ dưới đất bò dậy ngồi một hồi muốn tìm cơ hội chuồng đi cửa bỗng nhiên mở Đội bóng rổ đội viên bay vọt mà tiếng. Qua, đội trưởng, ngươi đủ ý tứ A, mời các huynh đệ ăn cao cấp như vậy nhà hàng. Đội viên vui vẻ nói. Đúng A, cao cấp như vậy phòng ăn, nếu không phải ngươi mời khách, ta cũng không dám bước vào cổng một bước. Một cái khác đội viên nói. Vẫn là chúng ta đội trưởng lợi hại, cầu đánh thật hay, người lại xoái, trong nhà lại có tiền, còn hào phóng như vậy. Chúng ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu, thật sự là quá may mắn các đội viên mồm năm miệng 10 xu nịnh nói, cô nghĩ nhạc âm thầm kêu khổ, như thế một bàn đồ ăn, tính được, làm sao cũng phải 300 400 khối đi, ta lấy tiền ở đâu tính tiền a, hắn nghĩ thoáng trượt, nhưng lại bôi không hạ cái mặt này, đành phải mạo xưng là trang hảo hán, vui vẻ chào hỏi đoàn người dùng bữa, một trận càng quét, mọi người ăn uống no đủ, tâm tình tốt phải không được, lúc này, phục vụ viên tới, cười nói, ngươi tốt, hết thảy tiêu phí 450 nguyên, phiền phức kết một chút sổ sách Đội viên rất tự giác đem giấy tờ đưa cho cô nghỉ nhạc, cô nghỉ nhạc tiếp nhận giấy tờ, sắc mặt đều trắng rồi, chậm chạp chính là không bỏ tiền. Các đội viên thấy thế, trong lòng cảm thấy rất không ổn, hỏi, cô nghỉ nhạc, ngươi chẳng lẽ không mang tiền A? À? Cô nghỉ nhạc một mặt ngượng ngùng nói, xin lỗi A, à, các vị, hôm nay đi ra ngoài quên mang túi tiền. Các đội viên nghe xong, lập tức nổ. Ngươi không mang tiền bao, bên trên nơi này mời chúng ta ăn cơm. Đúng A, à, ngươi đây là đồ chúng ta sao? cô nghĩ nhạc lúc này đã đem thanh Ninh chửi mắng mất trăm lần nhưng là chuyện vô bổ a à, hắn vẫn là phải tính tiền các vị thật là có lỗi với phiền phức mọi người cho ta mượn một chút tiền đem sổ sách kết quay đầu ta trả các ngươi cô nghĩ nhạc xin lỗi ra vẻ đáng thương thao đây coi là chuyện gì sao các đội viên im lặng vay tiền có thể nhưng ngươi phải cho chúng ta viết giấy vay nợ đừng quay đầu không nhận nợ đắt như vậy phòng ăn ta có thể ăn không dậy nổi đúng nhất định phải cho chúng ta viết giấy vay nợ. Các đội viên nhao nhao không vui nói, trong mắt tất cả đều là xem thường. Cốt cốt cốt, ta viết, ta cô nghĩ nhạc còn có thể thiếu tiền của các ngươi hay sao? Cô nghĩ nhạc cố giả bộ bề ngoài nói, rất nhanh, viết tầm 10 trương giấy vay nợ, cô nghĩ nhạc cuối cùng đem tiền cơm góp đủ, bóng rổ đội viên nhóm cầm giấy vay nợ, khí dỗ dành đi, gặp người đều đi, cô nghĩ nhạc mới đem nghẹn một bụng lửa giận phát ra, một chân đá ngã lăn cái ghế bên cạnh, không nghĩ cái ghế chất lượng quá vừa, kém chút không có đem hắn đá tàn phế che lấy đau nhức chân quát to lên thao cỏ cỏ đau chết la o tử thanh ninh cùng Sku từ tiệm cơm ra tới liếc nhau một cái nhịn không được cười ha hả cười xong thanh ninh lại cảm thấy mình quá ngu đau lòng nói ta mối tình đầu a à, cứ như vậy xong Sku mang nhéo nhéo mặt của nàng an ủi nói còn tốt để ta đem một chút mắt không phải bị người bán còn đần độn giúp người ta kiếm tiền đâu ô ô Sku ngươi nói ta thế nào xui xẻo như vậy a à? thanh ninh rất muốn khóc đừng để ý tới cái kia cặn bả nam thật cốt đọc sách nói cho ngươi cái vui vẻ ta chuẩn bị tại huyện thành mở hai nhà thịt kho cửa hàng cửa hàng đều tìm kiếm tốt ngươi ném ba nghìn khối rất nhanh liền có thể kiếm tiền chờ ngươi thi lên đại học đến lúc đó chuẩn bị cho ngươi một bộ vân thành phòng ở đến lúc đó đi học cũng có thể có cái nhà ở bên kia Scuman cười nói thanh ninh nghe hưng phấn nhảy dựng lên vui vẻ nói qua wow, quá tốt ngươi yên tâm ta nhất định thống cải tiền phi, thật tốt đọc sách, cũng không tiếp tục học người nói chuyện gì yêu đương. Cái này đúng rồi, chờ ngươi thi lên đại học, trong đại học bó lớn ưu tú soái ca tạo điều kiện cho ngươi lật bài, ngươi gấp cái gì? Suman cười nói. Tốt tốt tốt, nghe ngươi. Bụng thật đói a, à, chúng ta đi ăn cơm đi. Thanh Ninh cười nói, Suman vuốt một cái bạn tốt mũi, hai người tay trong tay, đi tìm ăn đi, cứ như vậy, Thanh Ninh vận mệnh được thuận lợi sửa, rời xa cạn bã nam, dành lấy cuộc sống mới, về sau Cặn Bả Nam vì làm tiền giữ thể diện, ngộ nhập bán mình ngành nghề, bị một cái phú bà cho bao nuôi, thanh ninh thuận lợi cầm lại bị mượn tiền, không còn có để ý tới qua hắn. Lại về sau, Cặn Bả Nam bởi vì một chân đạp lên mấy thuyền, đồng thời phục vụ mấy cái phú bà, thân thể bị móc sạch, trong đó phú bà vì hắn tranh giành tình nhân, nháo đến trường học, kết quả bị khai trừ học tịch, khai trừ thì thôi, Cặn Bả Nam vì thể diện sinh hoạt, tiếp tục vì phú bà phục vụ, kết quả bị phú bà nam nhân phát hiện trực tiếp bị phế, đành phải trở lại nghèo khó thôn nhỏ bên trong, dựa vào quả phụ cùng muội muội nuôi sống. Vui vẻ thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Không có lý Hải Yến dừng chân sinh hoạt thực sự là quá vui sướng. Su Man ở bên ngoài mua cái lò điện tử, mỗi ngày từ không gian bên trong cầm thịt ra tới cho mấy cái cùng phòng thiên vị. Mấy cái tuần lễ qua đi, đám tiểu tỷ muội đều bị nuôi phải da quan chân mềm, để túc xá khác người không ngừng ao ước, không có cách. Ai bảo người ta vận khí tốt như vậy? Có cái hào phóng như vậy cùng phòng, bởi vì mang cho cùng phòng nấu thịt dùng nước đều là nước linh tuyền, cho nên mọi người tố chất thân. Thể cũng tất cả đều biến tốt, lên lớp làm bài tập đều không liên lụy, mỗi lần kiểm tra các nàng ký túc xá đều là cầm trước mấy tên, thành thỏa thỏa học bá ký túc xá, mang liền lại càng không cần phải nói, mỗi lần đều là cầm thứ nhất, đem tâm cao khí ngạo lý Hải Yến tức giận đến mắt trợn trắng, nhưng lại không thể làm gì, cũng bởi vì thành tích tốt trường học lão sư đối với các nàng tại ký túc xá thiên vị sự tình cũng là mở con mắt nhắm một con mắt, dù sao cái niên đại này tiệm cơm chất béo. Quá ít, học sinh có thể tự mình bổ sung dinh dưỡng, đối học tập cũng là có trợ giúp học sinh thành tích tốt, kiểm tra cái thành tích tốt, đối trường học cũng là chuyện tốt. Chương 139, thông báo tìm người vừa việc học vững bước lên cao, sự nghiệp cũng không có rơi xuống. Su mang hai nhà vương bà thịt kho cửa hàng thuận lợi tại huyện thành khai trương, người của huyện thành kinh tế trình độ so trên trấn cao, mua thịt nhiều lần lần cũng cao, rất nhanh ném xuống chi phí toàn bộ liền trở lại, nhìn xem mỗi tháng nước lên thì thuyền lên doanh thu, Skuman trong bụng nở hoa, thịt kho cửa hàng thành bên ngoài cây rụng tiền. Skuman vụn trộn cũng không quên đem không gian bên trong dược liệu kim u cục lấy ra đi đổi tiền, chậm rãi, nàng không gian bên trong đều tồn gần hơn trăm vạn tiền mặt, hiện tại liền kém đi Vân Thành tìm phương pháp mua phòng ốc, tháng 11, Skuman hai tầng tiểu dương lâu chính thức hoàn thành, tháng đó liền thu xếp nhập bọn, chuyển đi vào ở dương lâu bên trong trang trí đều dựa theo đương thời mới nhất đến, đồ điện, đồ nội thất cũng toàn bộ là từ trong huyện thành mua được, bố trí được thời. Thượng ấm áp lại thoải mái dễ chịu, nhưng dạng này phòng ở thôn dân trong mắt quả thực chính là hào trạch, tuyệt mỗi ngày tới cửa tham quan nhà người cũng tấp nập không, vụn trộn đều thêm sức lực, hy vọng mình lại cố gắng một điểm, cũng có thể ở lại bên trên phòng ốc như vậy, dù sao người ta su mang ban đầu là cái gì cũng không có, hiện tại cũng có thể trôi qua tốt như vậy, người nhà mình nhiều, chỉ cần cố gắng, nhất định có thể vượt qua hạnh phúc thường thường bậc trung sinh hoạt vương bà sống. Hơn nửa đời người, không nghĩ tới mình lâm lão, còn ở lại phòng tốt như vậy, vui vẻ đến ban đêm ngủ cũng cười tỉnh, chu đại bằng nhìn xem càng ngày càng hoàng mỹ sku trong lòng hối hận phải ruột đều thanh, muốn tìm cơ hội tiếp cận suman còn không có tới gần, liền bị ôm lâm dọa cho chạy, ôm lâm tiệm bán quần áo chậm rãi làm lên, kể từ khi biết sku muốn đi huyện thành mở tiệm, hắn cũng tại hiện trường mở hai nhà, còn đem cửa hàng mở đến dặm, tại hai người chuẩn bị tại huyện thành mở tiệm. Thời điểm, bọn hắn liền đem vương bà thịt kho cùng mang lâm phục sức hai cái nhãn hiệu nhãn hiệu cho đăng ký, ngăn chặn phía sau phiền phức. Bởi vì mở nhiều nhà chi nhánh, ôn lâm trở nên càng ngày càng bận rộn, dứt khoát dùng tiền mua một cổ xe con, thuận tiện dặm huyện thành trong nhà tam địa chạy. Khi hắn đem xe con lái về tam nguyên thôn thời điểm, người của toàn thôn đều kinh ngạc, cái này đã từng là trong thôn ôn thần, lúc nào biến thành bọn hắn cao không thể chạm tồn tại, các cô nương hối hận a à vì cái gì lúc trước không đi giúp giúp hắn đâu không phải hiện tại mình liền có thể làm có tiền thái thái bác gái cũng hối hận a à. lúc trước ôn lâm mẹ kế khắp nơi cho ôn lâm thu xếp đính hôn liền thôn bên cạnh sườn núi chân nữ đều có thể cùng ôn lâm đính hôn nhà các nàng nữ nhi xinh đẹp như vậy nếu là tự mình biết ôn lâm sẽ có tiến bộ như vậy các nàng nói cái gì cũng không thể bỏ qua tốt như vậy kim quy tế các nàng ngược lại là muốn đào chân tường a à. nhưng người ta ôn lâm căn bản liền không đem các nàng để vào mắt liền phản ứng đều không thèm để ý ai thật sự là đi bảo, tới gần ăn Tết, trong tiệm là nhất thời điểm. Bận rộn, ông lâm đi sớm về trễ bận rộn, đợi đến năm 25 mới làm xong, ban đêm, người một nhà ăn cơm, vây quanh chậu than sưởi ấm, xem tivi, Ông lâm bỗng nhiên từ áo bông bên trong móc ra một cái sổ tiết kiệm, đưa cho Suman. Đây là cái gì? Suman kinh ngạc hỏi. Đây là ta nửa năm qua này kiếm được tiền, đều lấy cho ngươi. Ông lâm không có chút rung động nào, ăn củ lạc, nhìn chầm chầm tivi nhìn Suman mở ra xem số một chút cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn mười vạn wow ngươi nửa năm kiếm hơn năm mươi vạn được a lâm ca ngươi cái này đều biến thành kiếm tiền tiểu năng thủ ha ha ta cái này đều mở nhiều như vậy cửa tiệm thành lập mình nhãn hiệu số tiền này tính ít ông lâm xem thường nói có thể a sao ta có thể kiếm nhiều Suman cười nói ngươi còn muốn đi học có thể mở ba cửa tiệm đã rất lợi hại Ông Lâm cười nói, nhiều tiền như vậy, ngươi thật cho ta cầm a? À? Suman kinh ngạc hỏi. Đã nói xong, kiếm tiền cho ngươi hoa, ta phải nói được thì làm được a, à, chỉ cần ngươi quản cơm của ta là được. Ông Lâm trả lời. Ha ha, ngươi cái này đại ngốc tử, cho ta nhiều tiền như vậy, liền phải ta quản ngươi cơm là được, được, nuôi cơm, nuôi cơm, muốn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Suman cười nói, ôm Lâm, quản cả một đời cơm nha. Suman khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ cuối đầu nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn, dường như hạ một quyết tâm, thành, quản cả một đời. Ôn Lâm đạt được hứa hẹn, cười thành 200 cân đại ngốc tử, vương bà nhìn thấy hai cái thanh niên tình cảm càng ngày càng thân, trong lòng rất là an ủi, nghĩ đến chính mình mới gặp mặt một lần nhi tử, lập tức nhiều hơn mấy phần sầu bi, cũng không biết đứa bé kia hiện tại trôi qua thế nào, có hay không ăn cơm no, có người hay không đối với hắn hỏi han ân cần. Stu mang thấy nải nải giống như không phải rất vui vẻ, hỏi, nải nải, ngươi làm sao rồi? Không có việc gì, các ngươi trò chuyện, ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vương bà đứng lên, định bước tập tỉnh bước chân, trở về phòng đi, Suman nhìn xem nãy nãy không người bóng lưng, trong lòng nhất thời rất khó chịu tư vị. Nãy nãy đoán chừng là nghĩ nhi tử, ngày mai ta đi làm cái thông báo tìm người, tìm người đi các hương trấn đi phái phát, nhìn có thể hay không tìm được người. Ông Lâm nói, ừm, tốt, ta cùng đi với ngươi. Suman trả lời, ngày thứ hai, Suman sớm liền rời giường ăn điểm tâm, cùng vương bà nói muốn đi đặt mua đồ tết, liền cùng ôn lâm đi ra cửa. Tới gần cửa ải cuối năm, trên đường người rất nhiều. Suman cùng ôn lâm tìm cái in ấn cửa hàng, in ấn hàng trăm tấm thông báo tìm người, còn làm tấm bản thông báo tìm người bản hiệu, cung cấp manh mối tìm tới năm đó ném tới cửa bệnh viện người. Trọng kim tạ ơn một vạn khối. Đúng lúc gặp ăn tết, đi chợ người đặc biệt nhiều. Ôn lâm cùng Suman hợp lại, kế quyết định trước tiên ở Tam Nguyên trấn tìm lên hai người tại thị trường cửa vào dựng thẳng lên thông báo tìm người bản hiệu, mới bày đứng một hồi, tiến lên hỏi thăm người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người nhìn thấy tạ ơn kim có một vạn, nhao nhao tâm động lên, hỏi thật nhiều liên quan tới hài tử chi tiết, Suman đem hài tử mất đi thời gian, địa điểm đều nói cho mọi người, nhưng giấu giếm hài tử trên mí mắt có màu đỏ bớt chi tiết, đến buổi chiều, đến đây nhận thân người nối liền không dứt, Suman liền nhìn thoáng qua, toàn bộ đều uyển chuyển từ chối, liên tục mấy ngày, Suman cùng ôm Lâm tại khe núi huyện các trấn vừa đi vừa về tìm kiếm, đồng đều không thu hoạch được gì. Tuổi ba bọn hắn đi vào cách tam nguyên trấn xa nhất tảng đá trấn, phía trước đều không công mà lui. Chuyến này Suman cũng không ôm hy vọng hai người tại chợ cửa vào tìm một chỗ, bắt đầu phái phát thông báo tìm người đơn trương cùng phía trước mấy cái trấn liếc mắt. Mọi người nhìn thấy một vạn khối tiền thù lao, nhao nhau dẫn người đến đây nhận thân. Suman từng cái hỏi thăm, kết quả cùng phía trước đồng dạng, không có một cái manh mối là thật. Buổi chiều 4 giờ, tất cả mọi người về nhà chuẩn bị cơm tất niên, trên đường đã không có người nào, Skuman nhìn xem trống trơn đường cái, thở dài một tiếng, nhìn tìm người thật không phải là chuyện dễ dàng như vậy a. À. Được rồi, chúng ta về nhà đi, nãy nãy vẫn chờ chúng ta về nhà ăn cơm tất niên đâu. Ông Lâm đem đồ vật thu thập xong, đối Skuman nói, Skuman gật gật đầu, quay người đi theo ông Lâm đi hướng dừng xe địa phương, bỗng nhiên, đằng sau truyền tới một thanh thúy nữ hài thanh âm, chờ một chút, phiền phức chờ một chút. Chương 140, tìm người có tin tức chung nhìn lại, một cái quần áo một mạc, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ tiểu cô nương hướng bọn hắn chạy tới, nàng đứng tại chỗ, miễn cười chờ lấy tiểu cô nương đi đến trước mặt mình, tiểu cô nương khuôn mặt thanh tú, mặc dù gầy, nhưng con mắt rất lớn rất có thần, Su Mang thấy được nàng một khắc, đã cảm thấy đặc biệt thân thiết, cười hỏi, tiểu cô nương, ngươi gọi là ta sao? Đúng thế. Tiểu cô nương thở phì phò nói, ôm lâm từ trên xe lấy ra một bình nước, đưa cho nàng, tiểu cô nương cũng không khách khí, nhận lấy, ừng ực ừng ực uống một hơi hết cả chai nước. Cảm ơn ca ca. Tiểu cô nương lễ phép nói. Không cần cảm ơn, xin hỏi ngươi có chuyện gì đâu. Ông Lâm trả lời. Ta biết các ngươi muốn tìm người ở nơi nào. Tiểu cô nương nói, Skuman cũng không chú ý lắm, mỉm cười nói, làm sao ngươi biết ngươi nói chính là chúng ta muốn tìm người. Tiểu cô nương nhìn một chút chung quanh, nhỏ giọng nói, ta đoán. a, à, ngươi làm sao đoán được đâu. Skuman cười ta là vừa lúc vụng trộn nghe được. Tiểu cô nương nghiêm trang nói, cha ta rất có thể chính là các ngươi muốn tìm người. Nói thế nào? Ông Lâm hỏi. Là như thế này, cha ta là ông bà của ta duy nhất hài tử. Trước đây ít năm, nãy nãy bệnh nặng, qua đời trước mấy ngày, nàng cùng gia gia nói lên cha ta thân thế. Mà ta khi đó vừa vặn trốn ở trong tủ treo quần áo chơi trốn tìm, mới vô ý nghe được bí mật này. Nãy nãy nói cho gia gia, Ba ba là nàng từ nhà mẹ đẻ chỗ trên trấn vệ sinh viện ôm trở về đến, nàng sinh hài tử vừa ra đời liền chết yểu, nàng sợ hải gia gia sẽ tiếp nhận không được tin tức này, mới nghĩ đến biện pháp này. Nãy nãy năm đó sinh sản thời điểm tổn thương thân thể, vẫn không có tái sinh dục, cả đời cũng chỉ có ba ba một đứa bé, đối ba ba cũng phi thường tốt, coi hắn là làm mình con ruột đồng dạng đối đãi. Gia gia biết được tin tức về sau, cũng không có trách cứ nãy nãy, mà là nói cho nàng, sẽ cả một đời bảo thủ bí mật này nãy nãy qua đời hai năm sau, Gia Gia cũng đi, trước khi đi, Gia Gia đem bí mật này nói cho ba ba, ba ba những năm này cũng tại cha mẹ ruột, vẫn không có tin tức, hôm nay ta trong thôn chơi, nghe được đi chợ trở về thôn dân nói lên chuyện này, liền lập tức nhớ tới ba ba, cho nên mới qua tới tìm các ngươi. Tiểu cô nương nghiêm túc nói, ba ba của ngươi là ở đâu cái trấn ôm trở về đến? Su Mang hỏi, tại Tam Nguyên Trấn, nãy nãy nhà mẹ đẻ chính ở đằng kia. Tiểu cô nương trả lời, cô mang tâm bị cái gì va vào một phát, có chút kích động hỏi, ba ba của ngươi trên thân nhưng có cái gì bớt. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, trả lời, ta gặp qua ba ba người để trần dáng vẻ, giống như trên thân cũng không có cái gì bớt. Cô mang nghe, nháy mắt tiếc thở ra một hơi. a, à, ta nhớ tới, cha ta trên mí mắt có một khối màu đỏ ban. Từ nhỏ đã có, đây coi như là bớt sao. Tiểu cô nương vui vẻ nói, Skuman khiếp sợ nhìn ôm lâm liếc mắt, sau đó kích động nói, Tiểu cô nương, đây là sự thật sao? Trên mí mắt thật có màu đỏ ban. Tiểu cô nương nghiêm túc gật đầu, trả lời, có, ta không có lừa ngươi. Từng, quá tốt, quá tốt, ngươi có thể dẫn ta đi gặp ba ba của ngươi sao? Suman hỏi một chút. Có thể a, à, nhà ta ngay tại cách trấn không xa nền đá thôn, ngươi đi theo ta. Tiểu cô nương vui vẻ nói. Đi, bên trên xe của chúng ta, chúng ta lái xe đi. Suman kích động nói, ba người lên xe lập tức liền mở hướng nền đá thôn, trên đường, Su Mang hiểu rõ đến, tiểu cô nương gọi thạch dòng suối nhỏ, phụ thân gọi thạch quân, là một ưu tú nhân dân giáo sư, mẫu thân là nông thôn gia đình bà chủ, ở nhà nấu ăn nội trợ, chiếu cố nàng cùng đệ đệ, người một nhà sinh hoạt rất hạnh phúc, Su Mang nghe, trong lòng cũng là rất vui vẻ, nếu như nãy nãy biết con trai của mình rời đi mình sao có thể được đến tốt như vậy chiếu cố, tin tưởng nội tâm của nàng tự. Trách cũng có thể giảm bớt chút, rất nhanh, Xe con liền tiến vào nền đá thôn, các thôn dân nhìn thấy trong thôn đến một cổ xe con, nhao nhao vây quanh, nhìn thấy dòng suối nhỏ từ trên xe bước xuống, càng là kinh ngạc. Dòng suối nhỏ, đây là nhà ngươi thân thích sao? Có người hỏi, dòng suối nhỏ lễ phép trả lời, đây là cha ta cha bằng hữu, tới nhà nhìn xem. Ai u, hóa ra là thạch quân bằng hữu, khó trách. Thôn dân tán thưởng, thạch quân là lão sư, có dạng này có tiền bằng hữu rất bình thường, scuman cũng rất biết làm, làm bộ từ trong bọc làm bộ quả nhưng thật ra là từ không gian bên trong tầm Móc một túi lớn đại bạch thỏ sữa đường ra tới, gặp người liền nắm, mọi người cao hứng xấu, ăn sữa đường, nói rất nhiều cảm tạ. Vây xem một hồi, liền nhau nhau tán, về nhà chuẩn bị cơm tất niên đi, thạch quân nghe được động tĩnh ra tới xem xét, nhà mình đại nữ nhi đang cùng hai cái người xa lạ đứng chung một chỗ, lập tức nghi ngờ nói, dòng suối nhỏ, ngươi đang làm gì? Dòng suối nhỏ nhìn lại, vội vàng cười nói, ba ba, có tin tức tốt, chúng ta vào nhà trò chuyện nói xong, lôi kéo Scuman cùng ôm lâm tay đi trở về trong nhà. Scuman từ khi nhìn thấy Thạch Quân lần đầu tiên, con mắt liền không hề rời đi hắn, trong lòng gọi thẳng, rất giống, dáng dấp thực sự là rất giống. khó trách ta lần đầu tiên nhìn thấy dòng suối nhỏ sẽ thân thiết như vậy, cái này nhất định là nải nải nhi tử. Thạch Quân bị Scuman chầm chầm đến có chút không hiểu thấu, trở lại phòng bên trong, đem dòng suối nhỏ kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, hai người này là ai a? À? Dòng suối nhỏ vui vẻ nói, ba ba, ta có khả năng tìm tới thân nãi nãi. Thạch quân tâm bên trong lột bột một chút, sẽ không thật tìm được A, à, dòng suối nhỏ thấy ba ba giật mình như vậy, cười nói, ba ba, ta hôm nay nghe người ta nói, có người tại trên trấn tìm 45 năm trước ném nghi tử, ta nghe người ta miêu tả rất giống, liền đi trên trấn thử thời vận, không nghĩ tới cùng Suman tỷ tỷ nói một lần, còn đối mặt. Thạch quân kinh ngạc nhìn về phía Mang, hỏi, cô nương, nhà ta khuê nữ nói là thật. Suman cười gật gật đầu, trả lời, thật, ta là nãy nãy nhặt được nuôi lớn năm đó nàng sinh một đứa bé, vừa sinh ra tới liền bị người đổi đi, nàng rất rõ ràng nhớ kỹ. Con trai của nàng trên mí mắt có khối màu đỏ bớt. Con nàng làm sao lại bị người đổi đi? Thạch quân nghe, càng là nghi hoặc. Nói rất dài dòng, nãy nãy năm đó sinh con thời điểm, vừa lúc Gia Gia không ở nhà, ổn bà bị người thu mua, hài tử vừa ra đời, liền bị đổi, nãy nãy giúp người nuôi mấy chục năm nhi tử, gần đây mới biết được cái này không phải mình con ruột, mình con ruột bị kia lòng dạ hiểm độc nam nhân đổi đi, ném tới vệ sinh đứng cửa. Về phần quá trình như thế nào, ta quay đầu đang từ từ giải thích với các ngươi. Hôm nay là tuổi 30, các ngươi có thể cùng ta về nhà một chuyến, nhìn một chút nải nải ta sao? Ta dám khẳng định, ngươi chính là nải nải con ruột, bởi vì các ngươi dáng dấp thực sự rất giống, quả thực là trong một cái mô hình ra tới. Suman nói, thạch quân khiếp sợ nhìn về phía ôm lâm, ôm lâm nhìn cao lãnh, nhưng cho người ta thành thật cảm giác, hắn gật gật đầu, cho Thạch Quân khẳng định đáp án, Thạch Quân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía thê tử, hỏi, Văn Tĩnh, ngươi cảm thấy như thế nào? Chương 141, Vương bà nhận về con ruột Văn Tĩnh biết trượng phu vẫn luôn rất muốn tìm đến cha mẹ ruột của mình, nghĩ nghĩ, trả lời, đi, chúng ta đi xem một chút, vạn nhất thật là ngươi mụ mụ, cũng là một chuyện đại hỷ sự. Đạt được thê tử khẳng định, Thạch Quân vui vẻ nói, tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Thế là một đoàn người lên kiệu nhỏ xe, liền thật vui vẻ hướng tam nguyên thôn đi trên đường đi Suman đem nải nải cả đời trải qua đều nói cho thạch quân cũng đem thư đại vĩ một nhà không có lương tâm lên án mạnh mẽ một trận thạch quân nghe đối phương bà gặp phải cảm thấy mười phần đau lòng thực sự muốn gặp đến cái này lão nhân đáng thương tam nguyên thôn bên trong vương bà đã chuẩn bị kỹ càng một bàn thức ăn ngon chờ lấy hai đứa bé về nhà ăn cơm thế nhưng là đợi đến trời đều nhanh đen bọn nhỏ còn chưa có trở lại không khỏi có chút nóng nảy lên thế là leo đến mái nhà hướng cửa thông phương hướng nhìn lại chờ một hồi lâu rốt cục nhìn thấy ôn lâm xe con mở trở về mới vui vẻ đi xuống lầu chờ hai người trở về nàng đứng tại đứng tại cổng nhìn xem xe con dừng hẳn mới cười nghênh đón vừa định nói bọn hắn vì cái gì muộn như vậy về nhà tay lái phụ ra tới một cái nam nhân nhìn thấy khuôn mặt nam nhân lúc nàng lập tức kinh ngạc đến ngay người mang theo nước mắt bàn tay hướng nam nhân nhẹ nhàng hôn một câu nhi tử nam nhân nhìn thấy vương bà một khắc này tâm bị cái gì điện một chút Hắn đã có mấy phần khẳng định, người trước mắt chính là mình thân sinh mẫu thân, bởi vì vương bà cùng mình thật mộc phải giống nhau đến mấy phần, ngay tại như thế một nháy mắt, Thạch Quân mũi chua chua, nước mắt hoa một tiếng, từ trong mắt chảy xuống, "Mẹ." Nói xong, tiếng lên ôm lấy cao tuổi mẫu thân, hai người khóc trống một trận, thật vất vả mới đem cảm xúc ổn định lại, dòng suối nhỏ nắm đệ đệ cùng mụ mụ tay, đi vào ba ba bên người, khéo léo hô một tiếng, "Nãi nãi." Vương bà ánh mắt rơi vào Thạch Quân bên người một đôi nhi nữ cùng mặt mày thanh tú nữ nhân trên mặt tất cả đều là vui mừng. Ai, hảo hài tử. Các ngươi là ta cháu ngoan a." À. Vương bà hỏi, Thạch Quân vui vẻ giới thiệu nói, "Mẹ, đây là vợ ta Văn Tĩnh, đại nữ nhi Thạch dòng suối nhỏ, tiểu nhi tử Thạch po sơn. "Mẹ." "Nãy nãy tốt." "Nãy nãy tốt." Ba người chào hỏi nói. "Ai, tốt, đều là hảo hài tử." Vương bà vui mừng nói, Skuma nhìn thấy người một nhà đoàn tụ, trong lòng rất là vui vẻ, chào hỏi nói. Tiến nhanh phòng ngồi đi, bên ngoài lạnh lẽo. Vương bà vội vàng nói, đúng đúng đúng, ta cơm đều làm tốt, hâm lại, liền có thể đến ăn. Mọi người thật vui vẻ vào nhà, Vương bà lôi kéo Thạch Quân tay, không bỏ được buông tay, chỉ đạo Suman đem thức ăn nóng tốt, mới lưu luyến không rời buông ra, người một nhà thật vui vẻ ăn một bữa đặc biệt có ý nghĩa cơm tất nhiên, cơm nước xong xuôi, đã là 8 giờ tối, bên ngoài khắp nơi tại đốt pháo, pháo hoa, Thạch Quân lúc đầu muốn cáo từ, bị Vương bà, Suman cực lực giữ lại cuối cùng lưu tại trong nhà qua đêm, tiểu dương lâu hết thảy hai tầng, mỗi tầng có bốn cái gian phòng, Suman cùng ôn. Lâm ở lầu hai, một người một cái phòng, còn có hai cái phòng trống, vừa lúc để hai tỷ đệ, một người chọn một gian ở lại, thạch quân vợ chồng gian phòng ngay tại vương bà sát vách, tại lầu một, cũng là thu thập rất khá trực tiếp có thể ở người kỳ thật những cái này gian phòng đều là Suman sớm lập tức liền phải đến tìm muội muội ca ca chuẩn bị nghĩ đến nhận thân về sau ba ba mụ mụ cũng có thể qua ở vài ngày liền hảo hảo mà chuẩn bị mấy cái gian phòng, không nghĩ tới sớm cho dùng tới, cũng là. Một chuyện tốt, gian phòng phân tốt về sau, Suman cùng Ôn lâm liền dẫn đệ đệ muội muội đi tìm thanh ninh, mấy người cầm một cái trương pháo hoa pháo trúc, đến trong thôn sân phơi gạo bên trên thả, chơi đến kia là một cái vui vẻ, vương bà thì là ở nhà cùng thạch quân vợ chồng uống trà nói chuyện phím, cũng là rất tận hứng. Cứ như vậy, Suman qua sau khi sống lại cái thứ nhất năm, mặc dù còn chưa nhận về cha mẹ của mình, nhưng nhìn thấy nãi nãi tìm được con trai ruột của mình, nàng từ trong đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Vương bà nhận thân về sau, đi thân nhi tử gia trụ một đoạn thời gian, liền trong đoạn thời gian này, trong thôn phát sinh một kiện phi thường khiến người khiếp sợ sự tình, Chu đại bằng phụ mẫu, qua năm, lại đi ra ngoài xe thể thao, vừa mới qua chính nguyệt 15, cục công an đến, mang đến một cái. Tin dữ, tuần tra bởi vì mệt nhọc điều khiển, qua đường núi thời điểm, một chút mất tập trung, mở đến bên vách núi, liền xe dẫn người rơi vào vực sâu, bị phát hiện thời điểm, đã thân thể cũng bắt đầu hư thối, chu đại bằng bởi vì không có phụ mẫu che chở, mặc dù ở một bộ tiểu dương lâu, nhưng bởi vì trói gà không chặt, còn hết ăn lại nằm, trở thành xa gần nghe tiếng ra mắt độc dược, rốt cuộc không ai tới cửa giới thiệu với hắn nàng dâu, lúc này, hắn mới nhớ tới thư đang đang, thư đang đang bởi vì cùng. Hắn làm giày rách, lại bị vứt bỏ, tổn thương thấu tâm, trực tiếp bỏ học ở nhà ở lại, liền cửa cũng không dám ra ngoài, sợ bị người nói nàng là không ai muốn giày rách, hiện tại Chu đại bằng phụ mẫu không có, hắn lại liếm láp trên mặt cửa cầu thư đang đang tha thứ, bị nàng dùng cây chổi đuổi ra ngoài, về sau, Lý gia anh cùng thư đại vĩ tổng cộng một trận, biết mình nữ nhi cũng là không gả ra được, Chu đại bằng mặc dù không có phụ mẫu, nhưng tốt xấu còn có tòa nhà phòng, liền khuyên thư đang đang gả. Cho Chu đại bằng, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn một nhà đều vào ở đi, Chu đại bằng nguyên bản không đồng ý. Nhưng nghĩ tới mình không có kiếm tiền năng lực, cưới thư đang đang nhạc phụ của mình nhạc mẫu cũng chỉ có thư đang đang một đứa con gái làm sao cũng không thể có thể làm cho mình chết đói sẽ đồng ý vụ hôn nhân này mùa xuân 3 tháng thư đang đang cứ như vậy gả cho chu đại bằng lý gia anh cũng vào ở trong giấc mộng nhà lầu rất nhanh lý gia anh liền hối hận bởi vì chu đại bằng thật là cái phế vật trong đất sống không có chút nào sẽ làm mỗi ngày chờ lấy bọn hắn hầu hạ bất đắc dĩ thư đang đang chính là thích chu đại bằng loại này tiểu bạch kiểm đành phải thỏa hiệp coi như nhiều nuôi con trai đi tháng 4 một ngày xu mang tan học về nhà mới vừa vào cửa liền gặp gỡ lý gia anh mẫu nữ chỉ thấy hai người thần sắc quể oải cúi đầu đi đường kém chút liền đụng vào xu mang các ngươi tới làm gì xu mang biểu lộ ghét bỏ ngữ khí giống như trời đông bên trong băng sương thư đang đang một trận chột dạ ánh mắt trốn tránh lý gia anh ổn ổn tâm thần cười nói không có việc lớn gì chính là đang đang hiện tại gả cho đại bằng nhà chúng ta cũng ở nhà lầu nghe nói nhà ngươi trùng tu xong liền tới xem một chút tham chiếu tới lắp đặt thiết bị. Skuman hiếp mắt nhìn xem hai người, trong lòng tự nhiên là không tin chuyện hoang đường của nàng, đổi một câu, nhà chúng ta đều là dùng tới được tài liệu tốt, đồ điện gia dụng ở không đều là dùng tốt nhất, các ngươi có tiền trang sao? Hừ, làm sao không có tiền? Ta muốn làm sao trang liền làm sao trang? Thư đang đang không phục nói, lúc đầu nhìn thấy Skuman có thể lên một trung đọc sách, nàng liền đố kỵ phải không được, hiện tại mình còn bỏ học, việc học so ra kém nàng, Tối thiểu sinh hoạt điều kiện muốn so nàng tốt a, à, thật không nghĩ đến, mình vắt ốc tìm mưu kế gả cho Chu Đại Bằng, vào ở nhà lầu, xu mang lại mình dùng tiền xây tốt như vậy tiểu Dương lâu, còn trang trí phải xinh đẹp như vậy, đồ nội thất, đồ điện gia dụng đều so Chu Đại Bằng nhà muốn tốt mấy trăm lần, trong nội tâm nàng rất không cam lòng, hiện tại có cái xoay người cơ hội, nàng nhất định phải nắm lấy cho thật chắc, chỉ cần nàng thành công, nông thôn nhà lầu nàng mới không để vào mắt đâu. Chương 142 nghĩ cách cầm xu mang tóc, ngươi thích thế nào giọt, ta không hứng thú, làm phiền các ngươi xéo ngay cho ta, cũng không có việc gì đừng lên trong nhà của ta tới. Không phải nói với các ngươi rất nhiều về, da mặt của các ngươi thế nào dày như vậy a? À. Người ta đều không chào đón ngươi, còn muốn mặt dày mày dạng tới cửa đến tìm mắng, có phải là đầu óc có vấn đề? Vẫn là được cái gì bệnh nặng? Suman không chút lưu tình châm chọc nói. Ngươi! Ngươi quá mức! Thư đang đang bị tức phải kém chút đau sốc không, Lý gia anh sợ nữ nhi xấu xong việc, vội vàng cười nói, "Ha ha, Stuman, ta biết chúng ta trước đó làm rất nhiều chuyện quá đáng, ngươi oán chúng ta, chúng ta nhận." Nhưng dù sao tất cả mọi người là một cái thôn, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, không cần thiết vì một chút việc nhỏ kết thù. Stuman trong lòng cười lạnh, "Việc nhỏ? Ngươi kiếp trước giả mạo thân phận ta, đẩy ta xuống nước hồ, hại ta mất mạng, một thế này, muốn bán ta, hãm hại ta, đây đều là việc nhỏ?" nghĩ đến kiếp trước thư đang đang giả mạo chính mình sự tình, Suman trong lòng lột bột một chút, hiện tại là năm 1993, chẳng lẽ ca ca tìm tới cửa. Nàng hồi ức một chút, phát hiện thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hai người vô sự không đăng tam bảo điện, lần này tới, khẳng định là muốn trộn cái gì, ha ha, nghĩ thừa dịp ta không ở nhà, đến phòng ta lấy tóc của ta, nghĩ đến rất đẹp, đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ làm như vậy, ta làm sao có thể không đề phòng. Mỗi lần rời nhà, ta đều kiểm tra một bên lượt cùng gối tóc trên đầu, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, các ngươi vừa mới như thế uể oải, khẳng định là không lấy được tóc A. Ngượng ngùng ta khí lượng rất nhỏ, ai đối ta làm qua chuyện quá đáng, ta đều nhất nhất nhớ kỹ đâu, nhà chúng ta cùng các ngươi thư gia có thù không đội trời chung, cho nên, các ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, không phải đừng trách ta không khách khí. Sô ngữ khí lạnh nhạt, không có chút rung động nào, nhưng nghe người lại có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, lý gia anh, cái này dễ rách. Hiện tại Quả Nhiên cánh cứng trắng, khó đối phó như vậy, thư đang đang, ai muốn tới gần ngươi, chỉ cần ta cầm tới tóc của ngươi, ta cả một đời cũng không muốn nhìn thấy ngươi, lý do anh Quả Nhiên là nếm qua mấy năm muối, thấy Skuman hiện tại đối với các nàng đặc biệt bài xích, lại dây dưa tiếp cũng sẽ không có kết quả gì tốt, thế là cười nói, vậy chúng ta đi. Ngươi đừng nóng giận, chờ ngươi hết giận, chúng ta trò chuyện tiếp. Skuman liếc nàng một cái, sau đó đóng cửa trở về phòng đi, vương bà nghe được cửa phòng mở, đi tới xem xét. Mang trở về, thấy được nàng sắc mặt không tốt, biết hẳn là gặp được Lý Gia Anh mẫu nữ, như cái làm sai hài tử đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nàng, Mang, ngươi có phải hay không gặp được Lý Gia Anh các nàng rồi? Mang gật gật đầu, trả lời, từng ân, đúng thế. Ta lúc đầu không để các nàng tiến đến, nhưng các nàng nói hết lời, nói muốn tham quan phòng ở, muốn trang trí nhà các nàng phòng ở, ta nhất thời mềm lòng, liền để các nàng tiến đến. Chẳng qua ngươi yên tâm, các nàng không hề động đồ đạc của chúng ta. Vương bà nói, Skuman tự nhiên biết các nàng không có lấy đi nhà các nàng đồ vật, bởi vì nàng không tìm được. Nãy nãy, không có việc gì, về sau đừng để các nàng tiến đến, ai biết các nàng ăn cái gì tâm, chúng ta không cần thiết cùng dạng này người lai vãng. Skuman nói, tốt, ta ghi nhớ. Vương bà một viên nỗi lòng lo lắng để xuống, đúng, nãy, nãy nãy nấu ngươi thích uống khoai sọ nước chè, cho ngươi trang đi. Tốt, tạ ơn nãy nãy. Su Mang nói xong, liền đi thả túi sách, uống xong nước chè, Su Mang lấy cớ muốn nghỉ ngơi, liền trở về phòng đi, nàng nằm ở trên giường, tự hỏi lý do anh mẫu nữ dị thường biểu hiện, nếu như hôm nay các nàng thật là đến tìm tóc của ta, đó chính là nói, ca ca hẳn là tới qua tam nguyên thôn, mà lại bị các nàng chặn đường bốc lên nhận, không được, ta không có thể làm cho các nàng đạt được, ha ha, còn muốn vụng trộn bốc lên nhận, nghĩ cùng đừng nghĩ. Được, dù sao mấy ngày nay trường học nghỉ, ta liền. Bồi các ngươi chơi đùa, ta mỗi ngày đi nhà ngươi ngồi chờ, ta liền không tin đợi không được anh ta, chỉ cần hắn đến, các ngươi còn muốn bốc lên nhận. Nghĩ hay lắm, Mang nghĩ đến ngồi chờ người khác, không nghĩ người ta cũng tại ngồi chờ nàng. Ngày thứ hai, Mang mới xuất hiện tại Chu Gia lân cận, thôn trưởng nàng dâu đến, cười nói với nàng, Mang, ngươi đến rất đúng lúc. Bồi thím đi cắt tóc, sân phơi gạo bên kia có cái miễn phí cắt ngắn hoạt động, nói là chính phủ làm xuống nông thôn phục vụ, chúng ta cũng đi cắt cái đẹp mắt kiểu tóc. Mang nghe xong, lập tức cảnh giác lên. Đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có dạng này hoạt động, kiếp trước cũng chưa nghe nói qua, ha ha, vì ta điểm ấy tóc, lý gia anh các nàng thật sự là dốc hết vốn liếng, còn mời người đến vì thôn dân nghĩa vụ cắt tóc. Thẩm, ta thật vất vả mới lưu dài tóc, ta không hất tóc, ngươi đi đi. Suman cười cự tuyệt. Miễn phí A, xây một chút đuôi tóc cũng tốt. thông trưởng nàng dâu tiếp tục khuyên nhủ, Suman tức xạ mặt lại, thông trưởng nàng dâu, Lý gia anh cho ngươi bao nhiêu tiền trà nước a? À? Bỏ công như vậy công việc. Ta chất tóc còn rất tốt, không có sẻ tà, liền không tu bổ, tạ ơn thím, ngươi mau đi đi, đừng muộn không kịp. Skuman tiếp tục cự tuyệt, thôn trưởng nàng dâu thấy Skuman không mắc câu, đành phải đi, núp trong bóng tối thư đang đang thấy thế, tức bực dậm chân, tiện nhân này, khó như vậy lừa gạt, thật sự là tức chết ta. Chúng ta đi, lại nghĩ những biện pháp khác. Lý gia anh lôi kéo thư đang đang, đi, cô mang liếc về góc tường hai người đi, trong lòng biết hôm nay là không thể nào đợi đến ca ca, liền cũng đi, về đến trong nhà, cô mang một đầu đâm vào trong chăn, nàng đang suy nghĩ, hiện tại mình là bị người để mắt tới, muốn tự mình ngồi sổng ca ca, cơ bản là không thể nào, càng nghĩ, quyết định tìm ôn lâm hỗ trợ, dù sao trong thôn này, trừ nãy nãy, liền hắn đối với mình là thật lòng, ban đêm ôn lâm tốt, cô mang liền nói lên thư đang đang mẫu nữ hai ngày này gì, thường biểu hiện, ôn lâm vẻ mặt nghiêm túc, tỉnh táo nói, cái này sự tình kỳ quặc, khẳng định có cái gì mờ ám, ngươi thật tốt đọc sách, không cần quan tâm chuyện này, ta tìm người đi thăm dò một chút. Ngày thứ hai, Suman dứt khoát trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa, tránh khỏi lý gia anh các nàng lại ra cái gì nát chiêu. Cứ như vậy qua hai ngày, mắt thấy tiếp qua hai ngày nàng liền phải trở về trường lên lớp, ông Lâm bên kia còn không có tin tức, nàng không khỏi có chút nóng nảy. Ngày thứ tư, Suman trong nhà đọc sách, ông Lâm hứng thú bừng bừng chạy trở về. Suman, mang có tin tức ông Lâm vừa vào cửa liền kích động hô, vương bà cùng su mang đồng thời từ trong nhà ra tới, đi đến bên cạnh hắn, hỏi, thế nào? Ra được cái gì rồi? Ngươi biết lý do anh các nàng tại sao tới nhà chúng ta sao? Ông Lâm hỏi. Vì sao? Vương bà cũng rất là nghi hoặc. Bởi vì các nàng muốn cầm tới su mang tóc, còn có trong thôn cái kia miễn phí cắt tóc hoạt động cũng là các nàng xuất tiền làm, mục đích đúng là nghĩ lừa gạt su mang đi cắt tóc, thuận tiện cầm tới su mang tóc. Ông Lâm nói, vương bà liền càng thêm nghi hoặc, các nàng muốn Skuman tóc có làm được cái gì a? À? Schumann đã biết đáp án, nhưng vẫn là muốn nghe ông Lâm ra được tin tức. Chương 143, Skuman bị đẩy tới trong sông, nải nải, Skuman anh ruột tìm tới cửa. Đoạn thời gian trước, ta đi công tác, suman lại trong trường học, đều không ai biết có cái vân thành đến kẻ có tiền đến tìm muội muội. Ta tìm người ra, người tới gọi mây trắng cảnh, 6 tuổi ngày đó muội muội bị người ngoặt, tìm nhiều năm, công phu không phụ lòng người, rốt cuộc thăm dò được. Muội muội mình bị người lừa gạt đến Tam Nguyên trấn, ném tới ven đường. Lại nhiều phi nghe ngóng, biết Tam Nguyên thông thư gia năm đó liền nhận nuôi cái sáu tuổi lớn hài tử, thế là liền tìm tới cửa. Tìm đến ngày ấy, vừa lúc gặp thư đại vĩ, cái này lòng dạ hiểm độc lá gan, nhìn thấy Skuman ca ca quần áo cách ăn mặc giống kẻ có tiền, còn mở xe hơi nhỏ, liền động ý đồ xấu, lại muốn để thư đang đang giả mạo Skuman cùng Bạch gia nhận nhau. Ông Lâm nói, vương bà nghe, lập tức giận, đáng chết thư đại vĩ năm đó cha hắn báo đổi thái tử đem nhi tử ta đổi hại ta bạch bạch giúp người nuôi nhiều năm như vậy nhi tử hiện tại thế mà còn dám giả mạo chúng ta scuman quá mức scuman sống lại mà đến đã sớm biết sự tình nguyên do này sẽ cũng không có quá kích động hiện tại thư đang đang bọn hắn một nhà đã để mắt tới nàng việc cấp bách chính là muốn tìm tới ca ca ở trước mặt nhận nhau trong tay nàng có ma cho vòng tay nàng không có chút nào sợ ca ca sẽ không nhận ra nàng Ngươi biết Kaka ta hiện tại ở nơi đó sao? Man nói. Ta tìm hiểu qua, liền ở tại huyện thành nhà khách, ngày mai sẽ tới Tam Nguyên Thôn, ta tìm người tại cửa thôn nhìn xem, ngày mai người vừa đến, chúng ta đi qua tìm hắn. Ôn Lâm nói, Man gật gật đầu, tốt, Thư đang đang muốn bốc lên nhận ta, không có dễ dàng như vậy. Thư đại vĩ một nhà liên tục nhìn chầm chầm Suman mấy ngày, đều không có tìm được cơ hội tới gần nàng, mắt thấy ngày mai mây trắng cảnh liền muốn lên cửa cầm tóc, nếu là lấy thêm không đến, khi cơ hội của bọn hắn liền phải ngâm nước nóng. Làm sao bây giờ a? À? Ba ba, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Bạch gia thế nhưng là vân thành cái thứ nhất phú thương, ta nếu là thành nhà bọn hắn nữ nhi, chúng ta một nhà liền có thể vượt qua người trên người thời gian." Thư Đang đang sốt ruột nói. "Ta đây không phải đang nghĩ biện pháp sao? Ta cũng gấp a." À. Thư đại vĩ không kiên nhẫn nói, Lý gia anh ngồi ở một bên không lên tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ lo lắng một lát sau, mới lạnh nhạt nói, đã nàng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với nàng. Trực tiếp giác nàng, cầm tới tóc, còn có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thư đang đang lấy làm kinh hãi, trong lòng có chút sợ hãi, mẹ, giết người muốn đền mạng, để người phát hiện nên làm cái gì. Ha ha, chính nàng không cẩn thận rơi dìm nước chết, có quan hệ gì tới ta? Lý Gia Anh cười nói. Ừm, không sai, nàng mỗi ngày đều sẽ đi bờ sông giặt quần áo, không cẩn thận rơi xuống nước bên trong chết đuối, cùng chúng ta có quan hệ gì? Thư đang đang trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, hừ, lần trước câu dẫn đại bằng ca, để ta đẩy trong nước không có chết đuối, lần này ta nhìn còn có hay không may mắn như vậy. Chạng vạn tối, su mang tắm rửa, giống như ngày thường, bưng một chậu quần áo đi bờ sông tẩy, nàng rất thích lúc chạng vạn tối bờ sông, người ít, không cần ứng phó trong thôn các đại thẩm bác quái tìm hiểu, có thể một người lặng yên tẩy xong quần áo, sau đó ngồi tại bờ sông phát rẽ ngốc, nghĩ đến ngày mai ca ca liền phải đến tam nguyên thôn, trong lòng có chút bức thiết nhận nhau cảm giác, nàng một bên đánh lấy quần áo, suy nghĩ trở lại khi còn bé cùng ca ca tại cùng nhau đùa giỡn vui vẻ thời. Giang Ở kiếp trước, nàng bị ngoặt về sau, đem cái này đoạn ký ức làm mất, không nghĩ tới sau khi sống lại, thế mà đem khi còn bé ký ức đều tìm trở về, nàng cùng ca ca ở giữa bí mật nhỏ, ca ca thích ăn cái gì, nàng đều nhớ rõ rõ ràng ràng, ràng. bỗng nhiên, nàng cảm giác có người sau lưng, vừa muốn quay đầu, bị người nặng nề mà hướng trong sông đẩy đi, một chút mất tập trung, liền rớt xuống thật sâu trong nước sông, kiếp trước không biết bơi, Suman rơi xuống nước bên trong, nếu như có người cứu, hẳn phải. Chết không nghi ngờ, nhưng một thế này, nàng đã cùng thanh ninh học xong bơi lội, mặc dù rớt xuống trong nước, rất nhanh liền phù đến trên mặt nước, xem xét, trên bờ người thế mà là thư đang đang, nàng làm bộ giải dụa, một tay dùng sức đào ở bờ sông vách đứng, vội vàng nói, "Đang đang, đang đang, ta không biết bơi, nhanh lên kéo ta đi lên." ta sắp không chống đỡ nổi nữa. thư đang đang nhớ ra cái gì đó, cười đưa tay tới, răng rắc một chút, Suman bị cắt xong một túng tóc dài. ha ha, Mang, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy a, à, không biết bơi, còn dám tới bờ sông giặt quần áo. làm sao bây giờ, muốn chết đuối rồi. thư đang đang cười, bỗng nhiên biến sắc, thay đổi một bộ ác độc bộ dáng, một chân dẫm tại Suman đào tại trên bờ sông một cái tay, đi chết đi. Suman bị đau, buông tay ra sau đó rơi vào trong nước cứu mạng đang đang cứu mạng thư đang đang cười lạnh nhìn xem xu mang đầu tại trong sông chìm chìm nổi nổi cuối cùng biến mất tại chảy xiết trong nước sông lúc này mới yên lòng đi về nhà về đến trong nhà lý gia anh vội vàng hỏi thế nào làm thỏa đáng rồi thư đang đang cảnh giác nhìn một chút lôi kéo lý gia anh cùng thư đại vĩ nhập gian phòng đóng cửa một cái nhỏ giọng nói ta nhìn nàng bị nước sông chìm quá mức sau đó biến mất tại trong sông nàng không biết bơi tuyệt đối không sống được đồ vật cầm tới sao thư đại vĩ hỏi cầm tới cái này tóc của nàng có thể đủ bạch da làm một trăm lần thân tử giám định thư đang đang cười nói quá tốt làm được sạch sẽ sao thư đại vĩ lo lắng hỏi yên tâm đi nàng đi bờ sông giặt quần áo quần áo những cái kia đều tại không ai nhìn thấy ta đẩy nàng nhập trong sông bên bờ vết tích ta cũng cẩn thận tiêu trừ sạch không ai sẽ phát hiện là ta Thư đang đang hướng thành ghế khẽ nghiêng, không có nửa điểm lo lắng. Quá tốt, chờ thân tử giám định kết quả vừa ra tới, chúng ta một nhà liền có thể đem đến Vân Thành ở. Thư đại vĩ vui vẻ nói, Lý Gia Anh chép miệng, nói, vị nào làm sao bây giờ? Dẫn hắn cùng đi sao? Nghĩ hay lắm. Nhớ ngày đó, ta tập trung tinh thần gã cho hắn, hắn thế mà ghét bỏ ta, nói ta không xứng với hắn, muốn cưới trong thành cô nương. Hừ, hiện tại ta có cơ hội trở thành trong thành có tiền thiên kim, ta còn muốn hắn cái này bạch giảm kê, nghĩ hay lắm. thư đang đang một mặt hận ý nói, không sai, chúng ta chỉ là lo liệu tiệt trụ, lại không cùng hắn cầm giấy hôn thú, pháp luật bên trên lại không phải chân chính vợ chồng. trước đó là xem ở hắn có một tòa nhà lầu phân thượng, mới khiến cho hắn cưới đang đang. hiện tại chúng ta đều có thể đi vân thành ở biệt thự, ai còn hiếm có hắn cái này phá lâu phòng, chỉ cần dính vào bạch gia, chúng ta đang đang muốn gả cái gì nam nhân không có. Ai còn để ý kia tay không thể nâng, vai không thể chịu bạch trảm kê a? À? Thư đại vĩ kinh thường nói. Vậy hắn nếu là không chịu buông tay đâu? Lý gia anh có chút bận tâm chu đại bằng sẽ náo. Hắn dám? Hắn có cái gì a? À? Còn dám đổ thừa chúng ta đang đang không thả? Thực sự không được cho cái mấy trăm khối đuổi tốt. Thư đại vĩ nói. Không sai, lúc trước hắn như vậy xem thường ta, ta hiện tại còn xem thường hắn đâu? Có thể cho hắn mấy trăm khối? hắn liền thắp ngang cầu nguyện đi. Thư đang đang tựa như thiên kim đại tiểu thư đồng dạng, giọng nói mang vẻ không hiểu cảm giác ưu việt. Được rồi, cứ như vậy định, ta đi làm cơm, hôm nay giết con gà, ăn mừng một trận. Lý Gia Anh vui vẻ đứng lên, đi ra ngoài, người ngoài cửa nghe được Lý Gia Anh muốn ra tới, nhanh chóng tránh trở về phòng bên trong, mặt không ra, nhưng nắm đấm truyền đến khớp nối tiếng vang, có thể tưởng tượng đến hắn có bao nhiêu tức giận, hừ, nghĩ bỏ rơi ta. Không có cửa đâu, lớn không được đến cái cá chết lưới rách. Chương 144, vui ngên mây trắng cảnh tới cửa sang sớm, Lý gia anh dùng tối hôm qua ăn thừa canh gà cho toàn gia người làm một nồi mì sợi, toàn gia người ăn xong, ngon lành là chờ đợi mây trắng cảnh tới cửa, hai lần trước mây trắng cảnh tới cửa, bao lớn bao nhỏ cho các nàng mang đến rất nhiều đồ tốt, lần này sẽ mang vật gì tốt đến đâu, nếu là cho mẹ con chúng ta một người một cái kim vòng tay, vậy là tốt rồi, còn có thể cùng trong thôn đến khoe khoang khoe khoang, để bọn hắn ao ước đi, thư đang đang hôm nay cố ý cách ăn mặc một phen váy hoa vừa mua dép mũ còn bôi son môi xinh đẹp như vậy mây cảnh ca ca nhìn thấy nhất định sẽ thích lý do anh đem cái bàn sát lại xác còn cố ý pha một bình trà một mặt hỉ khí chờ lấy mây trắng cảnh tới cửa thư đại vĩ ngược lại là bình tĩnh bắt chéo hai chân ở trên ghế salon lon ngồi kỳ thật trong lòng đã tính toán muốn hỏi bạch gia muốn bao nhiêu tiền tốt dù sao hắn giúp đỡ bạch gia nuôi nhiều năm như vậy nữ nhi mặc dù thư đang đang không phải nhưng xu mang đúng vậy a à, chu đại bằng lặng lẽ quan sát cái này toàn da lòng dạ trắng rết, muốn trèo lên cành cây cao vứt bỏ ta, ha ha, chờ lấy, một hồi cho các ngươi niềm vui bất ngờ, từ buổi sáng đợi đến giữa trưa, Lý Gia Anh bắt đầu không bình tĩnh, cái này Bạch gia sẽ không không tới đi, đang muốn đi ra ngoài, ngoài cửa truyền đến một trận xe hơi nhỏ thanh âm. Đến, đến. Lý Gia Anh một mặt ngạc nhiên kêu lên, vội vàng đi ra ngoài mở cửa, một lát sau Lý Gia Anh liền vui vẻ dẫn một cái khí chất bất phàm nam tử trẻ tuổi vào cửa, chỉ thấy nam nhân thân cao 178cm, dáng người khôi ngô, một thân tu thân áo sơ mi trắng, quần tây, khuôn mặt thanh tú nho nhã, mang theo một bộ kính mắt, nhìn qua khí chất cao nhã, lộ ra đại hộ nhân gia quý khí, thư đang đang nhìn thấy mây trắng cảnh đến, vui vẻ nên đón tiếp lấy, ca ca, ngươi đến rồi. Mây trắng cảnh nhìn xem mập trắng thư đang đang, mặc dù biết người trước mắt là muội muội của mình, nhưng trong lòng không biết vì cái gì, chính là thân không nóng hắn an ủi mình khả năng quá lâu không gặp cho nên mình có loại cảm giác này cũng bình thường ừm những ngày này thân thể khá hơn chút nào không mây trắng cảnh hỏi thật nhiều ngươi nhìn ta hiện tại nhảy nhót tưng bừng thư đang đang làm bộ mình vẫn là ngây thơ tiểu nữ hài cong lên miệng nhảy mấy lần trước đó mây trắng cảnh hỏi các nàng muốn tóc kết thân tử giám định thời điểm thư đang đang lấy cớ thân thể khó chịu chờ thêm mấy ngày hắn lại tới cầm mây trắng cảnh có chút xấu hổ hừ một tiếng, chỉ mình mang tới đồ vật, những vật này đều là tặng cho các ngươi. Ca ca, ngươi đối ta thật sự là quá tốt, từ bản thân liền mơ ước mình có người ca ca, không nghĩ tới ta thật là có ca ca. Thư đang đang nói nói, giả ý rơi một chút nước mắt, mây trắng cảnh đau lòng sờ một chút tóc của nàng, nói, những năm này vất vả ngươi, yên tâm, về sau ca ca nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, cũng không tiếp tục để người tổn thương ngươi. Cảm ơn ca ca. Thư đang đang sát một chút nước mắt, vui vẻ nói mấy người trò chuyện một hồi cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ mây trắng cảnh hỏi đồ vật đều chuẩn bị xong chưa ba ba mụ mụ phi thường nóng vội muốn bức thiết nhìn thấy muội muội làm giám định cũng làm cho mọi người an tâm một chút chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị kỹ càng cái này cho ngươi thư đang đang từ trong túi móc ra một cái giấy da trâu túi đưa cho mây trắng cảnh mây trắng cảnh nhìn một chút gật gật đầu tốt đồ vật ta phiền phức sắp xếp người đi làm giám định các ngươi thu thập một chút đồ vật hôm nay liền cùng ta về vân thành đi thư đang đang nghe nói hôm nay liền đi vui vẻ đến nhảy dựng lên nàng lập tức liền phải trở thành vân thành thứ nhất phú thương thiên kim tiểu thư quá tốt tốt ca ca chúng ta bây giờ liền thu thập thư đang đang vui vẻ nói kỳ thật cũng không cần mang thứ gì liền thu thập một chút quý giá liền tốt đi đến vân thành chúng ta lại đặt mua mới ta an bài cho các ngươi một tòa biệt thự chờ thân tử giám định kết quả vừa ra tới ta lập tức liền mang các ngươi đi gặp cha mẹ Mây trắng cảnh cười nói. Cảm ơn ca ca, chúng ta bây giờ liền đi thu dọn đồ đạc. Chu đại bằng khách khí nói, thư gia một nhà ba người nghe, sắc mặt trầm xuống. Đại bằng ca, trong nhà nhiều đồ như vậy, ngươi vẫn là để ở nhà nhìn một chút đi, vạn nhất bị tặc, vậy cũng không tốt. Chờ chúng ta thu xếp tốt, sẽ gọi ngươi tới. Ngươi nhìn như thế nào? Thư đang đang dối trá cười nói, Chu đại bằng ở trong lòng cười lạnh, hừ, cười vứt xuống ta, không có dễ dàng như vậy trong nhà cũng không có gì thứ đáng giá, ta còn chưa có đi qua Vân Thành đâu, các ngươi lần thứ nhất đi xa nhà, ta không yên lòng, vẫn là đi cùng đi. Chu Đại bằng một giấy dầu không thấm muối bộ dáng, chính là muốn đi cùng, thư đang đang sắp chán nản, cái này Chu Đại bằng, làm cái quỷ gì, nghe không hiểu tiếng người sao. Đại bằng A, ngươi nhìn xe này cũng không lớn, không ngồi được nhiều như vậy người, ta cái này có 500 khối tiền, ngươi cầm, muốn mua cái gì thì mua cái đó, chờ chúng ta thu xếp tốt, nhất định khiến người tới đón ngươi. Lý Gia Anh khuyên. Thế nào không ngồi được đâu? Ba người các ngươi ngồi hàng sau, ta ngồi tay lái phụ, vừa vặn A. À. Chu Đại Bằng tiếp nhận tiền, miệng bên trong lại không đáp ứng. Ta ngất xe, phải ngồi phía trước, đằng sau còn cho qua Lý, thật không ngồi được. Lý Gia Anh nói, Chu Đại Bằng thấy các nàng chết sống không nguyện ý mang mình, dứt khoát chơi xấu, ta mặc kệ, các ngươi muốn đi Vân Thành, nhất định phải mang ta lên, không phải ai cũng không thể đi. Ngươi! thư đang đang tức giận đến bùng nổ đi tới cửa nhìn thấy người ngoài cửa dọa đến kêu to lên ngươi 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 là người hay quỷ Su cười nhẹ nhàng đi hướng nàng ta là tới tìm ngươi ta rất nhớ ngươi a à? thư đang đang sắc mặt tái nhợt quay người chạy trốn cứu mạng a à, quỷ a à. lý gia anh cùng thư đại vĩ nhìn thấy giống nữ nhi gặp quỷ đồng dạng chính nghi hoặc Su cười đi đến đằng sau còn đi theo ôn lâm vương bà thông trưởng bọn người lý gia anh lập tức minh bạch cái này đó là cái gì quỷ? Cái này thư đang đang, chút chuyện nhỏ này đều không làm xong, sớm biết ta tự thân ra trận tốt, mây trắng cảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem người tới, hỏi, các ngươi là? Suma nhìn xem coi như lớn lên đẹp trai ca ca, trong đầu thiếu niên kia ca ca thân ảnh hiện ra trước mắt, chậm rãi cùng người trước mắt chồng vào nhau, là ca ca, thật là ca ca, nàng mũi chua chua, kim hạt đậu rớt xuống, mây trắng cảnh thấy trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương nhìn mình cầm chầm, còn khóc, trong lòng giật mình, tiểu cô nương, Ngươi làm gì nhìn ta khóc a?" À. Thư Đang đang xem xét, lập tức hoảng, chạy lên đi ngăn ở Mây Trắng cảnh phía trước, chỉ vào Xu Man mắng, "Xu Man, ngươi tới làm gì? Nhà chúng ta không chào đón ngươi." Nói xong, quay đầu cùng Mây Trắng cảnh nói, "Ca ca, nàng chính là cái kia từ nhỏ khi dễ ta Xu Man." Mây Trắng cảnh nghe, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, "Vị cô nương này, chuyện quá khứ ta liền không cùng người so đo, hiện tại muội muội ta không thích trông thấy ngươi, làm phiền ngươi đi thôi." Không sai các ngươi đi đi đi, chúng ta không chào đón các ngươi. Thư đại vĩ cũng mặc kệ thôn trưởng không thôn trưởng, cầm lấy một cái cây chổi đuổi người. Lý dụ dân tức giận đến không được, mắng, thư đại vĩ, ngươi biết mình đang làm gì sao? Ta làm sao không biết, ngươi đi đi đi, đừng làm trở ngại ta được sống cuộc sống tốt. Thư đại vĩ có chút sụp đổ hô, khi hắn nhìn thấy vương bà cùng su mang thời điểm, liền biết hôm nay sự tình liền phải để lộ, nhưng hắn không đành lòng tiếp nhận sự thật này. Chương 145, man nhận thân vương bà chỉ vào hắn mắng, thư đại vĩ, ta thật sự là nuôi không ngươi một trận, mặc dù ngươi không phải ta con ruột, trong thôn phòng ở cùng ta đều để lại cho ngươi, nhưng ta không nghĩ tới a à, tâm của ngươi đen như vậy, thế mà còn dám để thư đang đang giả mạo Suman, muốn trèo người ta bạch da cành cây cao. Mây trắng cảnh nghe, chấn kinh đến trận mắt hốc mồm. Ngươi là mụi mụi ta. Mây trắng cảnh kinh ngạc nhìn xem Suman, Suman ngậm lấy nước mắt, gật gật đầu, ca ca, nhỏ tảng, ta vẫn luôn là ngươi tiểu diệp tử. Nghe được câu này, mây trắng cảnh càng thêm kinh ngạc, bởi vì đây là hắn cùng muội muội bí mật, khi còn bé, hắn cùng muội muội có cái trụ sở bí mật, thích cùng đi căn cứ chơi nhà tròi, hắn gọi nhỏ tảng, muội muội gọi tiểu diệp tử, vai trò là một đôi vợ chồng, về sau mây trắng cảnh chậm rãi lớn lên, cảm thấy mình một cái lớn nam sinh thế mà cùng muội muội chơi nhà tròi, cảm thấy mất mặt, không cho phép Skuman lại gọi hắn nhỏ tảng, Skuman cũng mặc kệ, luôn luôn trêu chọc gọi hắn nhỏ tảng, vì bảo. Trì mình quan huy cao lớn hình tượng, hắn cống hiến mình tất cả bảo vật mới khiến cho muội muội đáp ứng đem cái này làm nát tại trong bụng bí mật thư đang đang thấy mây trắng cảnh ánh mắt không thích hợp đông đưa hắn tay nũng niệu nói ca ca ngươi đừng bị nữ nhân hư này lừa gạt nàng yêu nhất điên chút có không có gạt người cái gì nhỏ tản tiểu diệp tử điên rồi đi không cần để ý nàng mây trắng cảnh nhìn một chút xu mang tấm kia cùng ma có chút tương tự mặt nhìn nhìn lại thư đang đang tấm kia mập mạp lại mang theo âm hiểm mặt trong lòng cán cân khuynh hướng xu không, nàng không điên. Mây trắng cảnh dùng sức đánh rơi bị thư đang đang bắt lấy cánh tay, kích động đi lên trước hỏi, ngươi thật là tiểu diệp tử. Su mang gật gật đầu, sau đó từ trong túi móc ra một cái ngân thủ vòng tay, ca ca, đây là ma ma cho ta ngân thủ vòng tay, đây là bà ngoại cho mụ mụ, ngươi nhận ra sao? Mây trắng cảnh cầm vòng tay, tinh tế nhìn một chút, trả lời, ta trong ấn tượng ma ma xác thực đem một cái ngân thủ vòng tay cho muội muội, nhưng thời gian quá xa xưa, ta cũng không xác định có phải là ma ma cho muội muội kia một viên, phải làm cho ma ma nhìn qua mới biết được. Lý gia anh liếc qua, lập tức la hoảng lên, đây không phải đang đang vòng tay sao? Làm sao lại trong tay ngươi? Ngươi cái này kẻ trộn, thế mà trộn ta vòng tay. Ta nói ta làm sao tìm được không đến, hóa ra là ngươi trộn. Thư đang đang cũng kêu lên, nghe được không muốn mặt mẫu nữ đang gọi vừa ăn cướp vừa la làng, vương bà tức giận nói, cái gì là các ngươi? Cái này rõ ràng là scuman năm đó ta đem Suman ôm về nhà, các ngươi mặc kệ sống chết của nàng, đem nàng toàn thân cao thấp lục soát toàn bộ, tại nàng thiếp thân trong quần áo tìm được cái này ngân thủ vòng tay chiếm thành của mình, ngươi còn có có mặt nói cái này vòng tay là ngươi. Thông trưởng cũng lên án mạnh mẽ nói, thưa đại vĩ, ta là vạn vạn không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể làm loại chuyện này. năm đó vương bà ôm Suman về nhà, các ngươi hô hào muốn anh nàng ra ngoài, là vương bà liều mạng che chở nàng, mới khiến cho nàng sống tiếp được những năm này, các ngươi đem nàng làm trâu làm ngựa địa sứ gọi thì thôi, bây giờ người ta thân ca ca tìm tới cửa, ngươi thế mà còn muốn để ngươi con gái ruột giả mạo Su Tâm của ngươi là đen a. À. ân, không sai, thôn trưởng thúc thúc, hắn tâm chính là đen, mây trắng cảnh nghe, nháy mắt minh bạch, trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương mới là thân muội muội của mình, khó trách hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã cảm thấy nhìn quen mắt, hắn mắt lạnh nhìn thư đang đang, nói, hừ, muốn làm ta mây trắng cảnh muội muội, liền ngươi bộ này heo bộ dáng, xứng sao? Ca ca, ngươi đừng bị các nàng lừa gạt, ta thật là thân muội muội của ngươi a. À. Không tin, ngươi cầm tóc đi làm thân tử giám định. Thư đang đang chưa từ bỏ ý định nói. Hừ, tóc kia ta. Suman cười lạnh nói. Ngươi nói hô nói vượng, rõ ràng là tóc của ta. Thư đang đang trợn tròn trong mắt, tức giận mắng. Hừ, ngươi có phải hay không cho là mình làm được rất cao minh. Cắt tóc của ta, sau đó lại đẩy ta xuống nước, đem ta chết đuối, vậy liền có thể gối cao không lo thay thế ta trở thành bạch gia nữ nhi. Skuman chậm rãi tới gần thư đang đan, trên thân tản mát ra dọa người khí tức, để nàng nhịn không được đánh trùng mình, thư đang đan hoảng, nàng có vẻ giống như biết tất cả mọi chuyện. Thế nhưng là ngươi không nghĩ tới đi, ta học xong bơi lội. Skuman cười. Ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Thư đang đang cao giọng thét lên, hận rất nhào về phía Skuman, ôm lâm đạn một khối đá đi qua, vừa lúc đánh trúng đầu gối của nàng, Hét lên một thân, cả người tại Skuman trước mặt quẳng ngã gục, lúc này, ngoài cửa đi tới hai cái công an, người đứng đầu còng tay đeo lên thư đang đang trên tay, còng tay băng lãnh xúc cảm truyền đến, thư đang đang dọa ngốc, một lát sau, tài cao âm thanh kêu gọi, thả ta ra, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta. Có người cáo ngươi có ý định mưu sát, đi với ta một chuyến. Công an trả lời. Là ngươi, là ngươi báo cảnh. Thư đang đang chất vấn Skuman, Skuman cười, từng, không sai, là ta. Ngươi có thể làm gì ta? Không, ngươi có chứng cớ gì? Cẩn thận ta cáo ngươi nói xấu. Thư đang đang trấn định nói, lúc này ngoài cửa đi tới một cái vô cùng bẩn thân ảnh nhỏ bé, lắp bắp nói, ta, ta có thể làm chứng. Phong nhã, ngươi không nên nói lung tung. Là có người hay không cho ngươi chỗ tốt, để ngươi nói xấu chúng ta đang đang. Thư đại vĩ cảnh cáo mà nhìn chầm chầm vào phong nhã, phong nhã nghe được có người nói nàng vu oan người, bỗng nhiên ngẩng đầu, phản bác, không, ta tận mắt thấy, hôm qua ta chạm vạn tối, mẹ ta để ta đi bờ sông cho đệ đệ tẩy cái tả, đi đến bờ sông, nhìn thấy scuman tỷ tỷ tại giặt quần áo, vừa định cùng nàng chào hỏi, nhìn thấy Thư Đang đang từ sau lưng đem scuman tỷ tỷ đẩy xuống nước, lúc đầu tỷ tỷ tay còn đào tại bên bờ, nàng dùng chân dẫm tỷ tỷ tay, tỷ tỷ buông lỏng tay, liền bị nước trôi đi. Người nói lung tung, ta không có, ta không có. Thư Đang đang sắp điên, vì sao lại có người nhìn thấy, nàng rõ ràng không có phát hiện có người. Công an nghe, hỏi, lúc ấy ngươi thấy Skuman rơi xuống nước, ngươi vì cái gì không hô người cứu mạng. Phong nhã ấy nấy nói, ta sợ thư đang đang giết ta, cho nên không dám lên tiếng. Đợi nàng đi, Skuman tỷ tỷ cũng không thấy, ta sợ hãi, liền không dám đem chuyện này nói ra. Vừa mới ta nhìn thấy Skuman tỷ tỷ đến chu đại bằng nhà, ta cho là mình nhìn lầm, cho nên muốn cùng tới biết rõ ràng tình huống, nghe được các ngươi đối thoại, cho nên mới đứng ra. Skuman cảm kích đối phong nhã nói, cảm ơn ngươi phong nhã. Stu Man tỷ tỷ, cảm ơn ngươi cho ta ăn đại bạch thỏ sữa đường, còn tốt ngươi không có việc gì, nếu như ngươi thật xảy ra chuyện, ta cả một đời cũng sẽ không an tâm." Phong Nhã trả lời. "Không, nàng chính là cái tiểu hài tử, nói không thể tin." Lý Gia Anh che chở thư Đan Đan, chỉ vào Phong Nhã nói. "Ta cũng có thể làm chứng, Phong Nhã nói là thật." Thư Đan Đan phía sau, một cái mỏng lạnh thanh âm vang lên, thư Đan Đan xoay người sang chỗ khác, nhìn xem người nói chuyện, không thể tin vào tai của mình chương 146, ông Lâm thực lực chinh phục đại cửu tử, chu đại bằng, ngươi có phải hay không điên, ta là thê tử của ngươi, ngươi làm như vậy, đối ngươi có chỗ tốt gì? Thư đang đang chất vấn, chu đại bằng cười lạnh một tiếng, thờ ơ ngồi vào trên ghế salon, trả lời, hừ, ngươi có coi ta là trượng phu của ngươi? Đừng cho là ta không biết, các ngươi liền nghĩ vứt bỏ ta, một nhà ba người đi vân thành qua ngày tốt lành. Thư đang đang hoảng, vội vàng giải thích nói, đại bằng ca, ngươi có phải hay không ngốc rồi? nghe người khác nói cái gì chuyện phím. Ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi? Ngươi thế nhưng là ta nam nhân. Ngươi cái này nữ nhân ác độc, may mà ta cùng ngươi không có lĩnh chứng, không phải lúc nào ngươi đem ta cũng giết, ta liền thật ngốc. Chu đại bằng nhíu mày nhìn thư đang đang liếc mắt, đừng giả bộ, hôm qua các ngươi một nhà ba người thương lượng làm sao vứt bỏ ta, ta đều nghe thấy, đương nhiên, ngươi đẩy Scuman mang xuống sông ta cũng nghe thấy, ngươi liền đợi đến ngồi tù mục xương đi. Không, Chu đại bằng, ngươi không thể đối với ta như vậy. Thư đang đang mắng, công an thấy sự tình đã tra ra manh mối, áp lấy thư đang đang nói, đi thôi, chu đại bằng, phong nhã, làm phiền các ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến, lấy khẩu cung, chúng ta đưa ngươi nhóm trở về. Phong nhã gật gật đầu, khéo léo đi theo. chu đại bằng đắc ý nhìn thoáng qua thư đại vĩ cùng Lý Gia Anh, sau đó cũng đi theo, gặp người đi tới viện tử, lúc này Lý Gia Anh mới phản ứng được, lôi kéo thư đại vĩ đuổi theo, thả ra chúng ta đang đang, nữ nhi của ta là vô tội rất nhanh phòng liền an tĩnh lại mây trắng cảnh kích động nắm chặt xu mang tay muội muội thật là ngươi sao ôn lâm nhìn xem mây trắng cảnh tay khóe miệng giật một cái sau đó chịu đựng đem con mắt quay qua hắn sợ mình quá xúc động đem tương lai đại cửu cậu cho đánh ca ca chúng ta đi thôi cùng ta về ta nhà của mình ta cùng ngươi từ từ nói xu mang cười nói mây trắng cảnh điểm gật đầu đi theo xu mang đi ra ngoài đi tới cửa lại chạy về đem mình mua được đồ tốt đều nâng lên cũng không thể tiện nghi người khác. nguyên lai like, tưởng rằng scuman chỗ ở rất phế phẩm, không nghĩ tới scuman dẫn hắn đi vào một tòa độc đáo tiểu dương lâu. mùi mùi, đây chính là nhà ngươi. mây trắng cảnh cả kinh nói. scuman nhìn xem ca ca bộ dáng khiếp sợ, cười, đúng vậy, năm ngoái vừa mới xây xong, ta bán thịt kho kiếm tiền xây. mây trắng cảnh trong lòng một trận lòng chua xót. mùi mùi mới bao nhiêu lớn a, à, thế mà muốn đi bán thịt kho kiếm tiền, quá đáng thương, ô ô quay đầu ta nhất định phải cho muội muội thật nhiều thật là nhiều tiền. Skuman không biết ca ca trong lòng đang suy nghĩ cái gì, lôi kéo hắn vào cửa, ngươi cùng ôm lâm trò chuyện sẽ trời, ta đi làm cho các ngươi cơm. Mây trắng cảnh nhìn xem trong phòng ấm áp lại xa hoa trang trí cùng bài trí, con mắt trừng phải càng lớn, ta ai da, cái này dân quê sinh hoạt đều tốt như vậy sao? Thế mà lớn tivi đều dùng tới. Ca, mời uống trà. Ôm lâm cho mây trắng cảnh rót một chén trà, lễ phép hô, mây trắng cảnh lúc này mới phát hiện ôn lâm tồn tại, hắn híp mắt dò xét một phen, trong lòng đang suy nghĩ, nam nhân này là ai? Vì cái gì hắn sẽ tại nhà muội muội mà lại giống như đối với nơi này rất quen đồng dạng, ân, dáng dấp còn dạng chó hình người, cùng muội muội rất xứng, mây trắng cảnh bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong lòng, phi phi phi, cái gì xứng? Hắn có thể xứng với ta dáng dấp cùng tiên nhi đồng dạng muội muội sao? Nghĩ hay lắm. Lại nói, muội muội ta mới mấy tuổi, hắn hạ phải đi miệng sao? Ca! Ông Lâm nhìn thấy mây trắng cảnh nhìn xem mình ngẩn người, đưa tay ở trước mặt hắn lắc một chút, mây trắng cảnh lấy lại tinh thần, giả ra gia trưởng tư thế, hỏi, ngươi là ai a? À? Vì cái gì tại em gái ta nhà? Nói xong, uống một ngụm trà. Ta là Sku Mang vị hôn phu. Ông Lâm đứng đắn trả lời, phù một tiếng, mây trắng cảnh vừa nhập khẩu trà phun đến ông Lâm sắc mặt. Cái gì? Ngươi là em gái ta vị hôn phu mây trắng cảnh kinh hãi đứng lên lúc này mang đi đến nghe được hắn kêu sợ hãi hỏi ca làm sao rồi mây trắng cảnh vội vàng kéo qua scuman chỉ vào ôn lâm hỏi tiểu tử này nói hắn là vị hôn phu của ngươi là thật scuman có chút nhức đầu xấu hổ gật đầu cái gì là thật mây trắng cảnh lập tức nổ tung ngươi 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 là người sao em gái ta mới mấy tuổi nàng còn chưa trưởng thành đâu ngươi ngươi hạ phải đi miệng sao Skuman xấu hổ, vội vàng giải thích nói, ca ca, đừng kích động, chúng ta cũng chỉ là đính hôn mà thôi, không có ngủ cùng một chỗ. Ông Lâm đi đến Skuman bên người, ông bả vai nàng, đối đầu mây trắng cảnh con mắt, nghiêm túc nói, ca, ta đối Skuman là nghiêm túc, đời này liền không phải nàng không thể, ta mặc dù so với nàng lớn 7 tuổi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ chờ nàng thi lên đại học, đọc xong sách mới cùng nàng thành hôn. Mây trắng cảnh bị ôm Lâm chân thành cấp trấn trụ, mặc dù có chút bội phục nhưng đây chính là mình duy nhất muội muội a, làm sao có thể dễ dàng như vậy tiện nghi cái này lão nam nhân, muội muội năm nay 17 tuổi, hẳn là học trung học, bình thường đọc xong đại học, làm sao cũng phải cái 6 năm đi, hắn có thể đợi muội muội 6 năm, thấy ca ca không tin, sku đem bàn tay nhập khẩu trong túi làm bộ móc đồ vật, kỳ thực từ không gian bên trong cầm cái sổ tiết kiệm ra tới, đưa cho mây trắng cảnh, "Ca, ca, đây là Ôn Lâm năm ngoái tiền kiếm được, hắn đều cho ta." Mây trắng cảnh nghĩ thầm, một cái nông thôn nam nhân có thể kiếm mấy đồng tiền, đừng tưởng rằng đem gia sản của mình đều cho ta muội. Ta liền có thể yên tâm đi muội muội gả cho ngươi. Hừ, hắn mở ra sổ tiết kiệm xem xét, phía trên liên tiếp thật dài số lượng, đem hắn giật nảy mình, cho là mình nhìn lầm, lại nghiêm túc số mấy lần, mới xác định mình thật không nhìn lầm, phía trên lại hơn mấy chục vạn, má ơi, cái này chẳng lẽ ăn cướp ngân hàng đi, dân quê, quanh năm suốt tháng có thể kiếm cái năm ngàn một vạn liền đỉnh thiên đi. Hắn thế mà một năm kiếm mấy chục vạn. Mặc dù so với Bạch Gia kém xa, nhưng cũng thực không ít, hắn khóe miệng giật một cái, ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Ôn Lâm, mặc dù trong lòng đã bị nam nhân trước mắt này cho chinh phục, phi, ta mới không có bị chinh phục, nhiều nhất liền có chút bội phục mà thôi, nhưng hắn có thể làm được hay không từ đầu đến cuối như một, ai biết được, muội a, à, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, Stuman nhìn xem ca ca thay đổi liên tục mặt, trong lòng cảm thấy rất là buồn cười, nói, ca, ngươi yên tâm tốt, Lâm ca đối. Với ta rất tốt, đúng a, à, ta sẽ cả một đời đối mang tốt. Ông Lâm lập tức biểu trung tâm nói, mây trắng cảnh nhìn thoáng qua muội muội mình, thở dài một tiếng, xem ra muội muội tâm đã sớm cho người ta, ta còn có thể nói cái gì. Hừ, bạch tiện nghi tiểu tử ngươi, ngươi nếu là dám đối em gái ta không tốt, cẩn thận ta đánh ngươi tìm không ra bắt. Mây trắng cảnh cảnh cáo nói, ha ha, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ông Lâm cười nói, Su Mang thấy ca ca nhả ra, vội vàng lại trở lại phòng bếp bận rộn đi, qua một giờ, một bàn món ngon liền lên bàn, ôm Lâm cùng Mây Trắng cảnh trò chuyện một hồi trời, phát hiện hai người thực sự có quá nhiều cộng đồng chủ đề, nếu không phải Suman lôi kéo bọn hắn lên bàn. Hai người còn muốn tiếp tục trò chuyện, nhìn xem một bàn lớn món ngon, lại gà lại vịt, còn có thịt kho, tôm cá cua các loại, Mây Trắng cảnh cả người đều không tốt, trời ạ, à, nhóm này ăn so với chúng ta nhà tốt hơn nhiều, vừa mới còn lo lắng muội muội sẽ chịu khổ, xem ra chính mình suy nghĩ nhiều. Chương 147 Thảo luận về Vân Thành kêu gọi mọi người động đũa, mây trắng cảnh cũng không khách khí, kẹp lên một khối kho ngỗng để vào trong miệng, con mắt lập tức sáng, từng ăn quá ngon, cái này kho ngỗng hương vị thật sự là tuyệt. mang cười, trả lời, đây là ta trong tiệm làm, ca ca nếu là thích, về sau đem thịt kho cửa hàng mở đến Vân Thành đi, ngươi liền có thể thường xuyên ăn vào. Mây trắng cảnh kinh ngạc nhìn xem mang, sau đó ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại, tiệm của ngươi. Ngươi còn mở thịt kho cửa hàng. Ngươi khổ cực như vậy đọc sách, còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Ôn Lâm đối đầu tương lai đại cửu cậu tử vong ánh mắt, trong lòng kêu khổ, ca, không phải ta nuôi không nổi mang, là người ta nàng lợi hại, căn bản không cần ta nuôi a, à, ta kia sổ tiết kiệm cũng là thật vất vả nhét vào trong tay nàng. Ta dễ dàng sao? Ta, mang biết ca ca hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, ca ca, hiểu lầm, ta bán thịt kho thời điểm, còn không có cùng Ôn Lâm đính hôn đâu, cái này thịt kho cửa hàng là chính ta muốn mở cùng ôm lâm không quan hệ lại nói ta trong tiệm đều là mời người quản lý ta không cần tự thân đi làm kiếm tiền cái kia có thể không kiếm a à, ta cái này ba cái thịt kho cửa hàng một năm cũng có thể kiếm cái hơn mấy chục vạn đâu cái gì ngươi còn mở ba cái cửa hàng có thể kiếm hơn mấy chục vạn mây trắng cảnh không bình tĩnh không phải nói dân quê kiếm tiền khó ta làm sao nhìn cùng nhặt tiền giống như Suman cười đúng a à, trên trấn một cái huyện thành hai cái đúng ca trong tay ta tiền không ít, ta muốn đi vân thành mua phòng ốc, ngươi giúp ta lưu ý một chút. ngươi còn mua cái gì phòng ở a? À? trong nhà phòng ở có rất nhiều, ngươi theo chúng ta ở cùng nhau là được, không được nữa, cho ngươi cho làm một tòa biệt thự, ở phải dễ chịu. mây trắng cảnh hào phóng nói, cô mang biết ca ca hiểu lầm, trả lời, ca, ta không phải mua được mình ở. ngươi không mình ở, mua phòng ốc làm gì? mây trắng cảnh không hiểu hỏi, ca, ta mua được cho thuê. Hiện tại vân thành giá phòng không cao, ta nghĩ đặt mua nhiều chút sản nghiệp, về sau nói không chừng còn có thể tăng giá trị, nếu như là phòng ở cũ, gặp gỡ phá dở, ta liền kiếm bộn." Suman cười nói, mây trắng cảnh kinh ngạc đến ngay người, "Ta đây là cái gì thần tiên muội muội a, à, thế mà có thể suy xét xa như vậy, trước đó hắn cũng là nghe bằng hữu nói như thế đầy miệng, tương lai bất động sản khẳng định lửa, để hắn mua đất lợp nhà, hiện tại nghe muội muội kiểu nói này, hắn bỗng nhiên ý thức được khả năng này thật là cái cơ hội buôn bán." quay đầu hắn phải cùng phụ thân thật tốt thương lượng một chút, đem công ty một bộ phận tài chính đầu nhập bất động sản, hắn nghĩ nghĩ, hỏi. Mùi mùi ngươi cảm thấy nơi nào tốt nhất? Nếu như mua đất lợp nhà. Suman nghĩ nghĩ, tại Vân Thành phía đông, kia một mảnh thế nhưng là tương lai trung tâm thương nghiệp, nếu như có tiền, có thể mua được nơi đó địa, tương lai nhất định kiếm lớn. Chẳng qua đầu nhập cũng sẽ rất lớn, nàng cũng không có tiền, nàng nhìn xem ca ca con mắt lóe sáng sáng, mới nghĩ đến, nàng không có tiền, Bạch Gia có A, hiện tại độn nơi đó địa, tương lai coi như Bạch Gia cái khác sản nghiệp không được, chỉ dựa vào những cái này liền có thể một mực đứng vững gót chân, nàng nghĩ nghĩ, trả lời, ca ca, ta gần đây gặp một cái phi thường lợi hại thương nghiệp kỳ tài, hắn phân tích, Vân Thành hiện tại trung tâm thành phố phòng ở dày đặc, muốn phát triển mạnh kinh tế. Chính phủ nhất định sẽ một lần nữa quy hoạch, ta cảm thấy Vân Thành phía đông châu thôn một vùng không sai, người cũng có thể đi trở về tìm hiểu một chút thị chính quy hoạch, trước tiên đem mua, tương lai khẳng định sẽ tăng giá trị mây trắng cảnh thấy muội muội nói đến đạo lý rõ ràng trong lòng đối muội muội không khỏi lau mắt mà nhìn những năm này không gặp muội muội thật là lớn lên chợt nhớ tới trong nhà phụ mẫu hắn vội vàng nói muội muội ngươi ngày mai cùng ca ca cùng một chỗ về vân thành đi những năm này cha mẹ có thể nghỉ ngươi đặc biệt là mama bởi vì tưởng niệm quá nặng thân thể một mực không tốt ngươi tranh thủ thời gian cùng ca trở về nhìn nàng một cái Skuman nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua ôm lâm, ôm lâm gật gật đầu, trả lời, đi thôi ta cùng ngươi đi xem một chút thúc thúc A-di. Suman gật gật đầu, trả lời, thành, ngày mai chúng ta cùng đi, nãy nãy, ngươi cũng đi vân thành nhìn xem. Vương bà khoát khoát tay, trả lời, nãy nãy lớn tuổi lạc, chịu không được trên đường dày vò, các ngươi đến liền tốt, cũng hoan nghênh bọn hắn đến tam nguyên thôn làm khách. Mây trắng cảnh nghe. Nói, được rồi, nãy nãy, chờ ta trở lại vân thành, ta cùng cha mẹ thương lượng một chút, đến lúc đó người một nhà sang đây xem ngươi cảm tạ ngươi cứu scuman còn đem nàng giáo dục phải tốt như vậy ngươi chính là chúng ta người cả nhà ân nhân a à. ha ha gặp được scuman cũng là lão bà tử của ta phúc báo đừng nói những cái này lời khách khí vương bà nói nãy nãy nếu không chúng ta đưa ngươi đi thạch thôn ở vài ngày chờ ta trở lại đón thêm ngươi trở về trong nhà scuman đề nghị nói vương bà cũng có chút nghĩ cháu trai vì để cho scuman yên tâm gật đầu nói thành cơm nước xong xuôi liền đưa ta tới các ngươi yên lòng đi thôi. Thật vui vẻ ăn một bữa cơm, vương bà thu thập mấy bộ y phục, liền để ôm lâm đưa đến nàng thân nhi tử nhà, mây trắng cảnh nguyên kế hoạch hôm nay cầm tóc, liền đi, hiện tại không cần làm thân tử giám định cũng có thể nhận về muội muội nói cái gì cũng không chịu rời đi Sku Mang nửa bước, sợ mình không để ý, muội muội lại ném, Sku Mang cũng thúc hắn về khách sạn, tùy theo hắn đi theo mình, đi vườn rau xanh bên trong tưới nước, còn thân hơn tử hái được rất nhiều tươi mới trái cây, ban đêm, lại là một bữa ăn tối thịnh soạn, sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, ba người liền mở hướng Vân Thành trên đường, Vân Thành cách Tam Nguyên thôn có 500 cây số, đầu năm nay đường xá không tốt, buổi sáng xuất phát, phải đến trạng vạn tối mới có thể đến Vân Thành, tối hôm qua mẫu thượng đại nhân liền gọi điện thoại thúc, cho nên trên đường đi trừ nửa đường cố lên ngừng một hồi, liền không có lại ngừng qua xe, mây trắng cảnh cùng ôm lâm hai người thay phiên mở, mới vừa ở mặt trời xuống núi trước nhập thành. Đại khái lại mở nửa giờ, Xe con dừng ở mây bờ sông một tòa ba tầng trước biệt thự, biệt thự là dân quốc thời kỳ xây, nhìn rất có lịch sử cảm giác, trước biệt thự mặt là một cái vườn hoa, bên trong nở đầy các loại hoa tươi, vừa nhìn liền biết chủ nhân rất chân thành tại chăm sóc. Vườn hoa đối ra mười mấy mét chính là mây sông, gió sông từ đến, cả người đều là nhẹ nhàng khoan khoái thư sướng, Skuman nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, trong đầu những cái kia mơ hồ ký ức hiện lên ở trước mắt khi còn bé. Nàng thích nhất cùng Kaka ca ca tại bờ sông chơi đùa, không chạy nổi Kaka. Ca ca nhưng lại yêu đuổi theo Kaka chạy, có một lần, truy đuổi thời điểm, Suman chạy gấp, không cẩn thận bị mình tiểu bàn chân cho trượt chân, khóc đến bên tai nhức óc làm hại mây trắng cảnh bị phạt đứng, Suman nhìn thấy Kaka bị phụ mẫu trách cứ, trong lòng rất là ái náy, chuyển cái băng ngồi nhỏ, ngồi tại Kaka bên người cùng hắn, nhằm chán thời điểm, còn tại bên cạnh trên tảng đá khắc ba chữ, thật xin lỗi, nàng vội vàng. Chạy hướng tảng đá kia, muốn tìm kiếm ba chữ kia, ôm lâm không hiểu ra sao, thế nào vừa tới. Tiểu Gia Hỏa không đi gặp cha mẹ, lại nghiên cứu lên tảng đá đến, Skuman sờ một hồi, rốt cục tại tảng đá dựa vào hạ vị trí tìm được ba chữ kia, hưng phấn nói, tìm được. Chương 148, một nhà đoàn tụng lâm tò mò đưa tới, thật xin lỗi. Mây trắng cảnh nghe, cười nói, ngươi cái nhỏ không có lương tâm, cũng cho ngươi còn nhớ rõ cái này sự tình, khi còn bé ta cũng không có thiếu bởi vì ngươi bị đánh. Skuman cười ha hả nói, cảm ơn ca ca. Tạ cái gì? Đi thôi trở về phòng tìm cha mẹ đi. Mây trắng cảnh cưng chiều sờ sờ đầu của muội muội. Ôn lâm thấy thế, trong lòng cảm thấy là lạ, lạ, không dám nói cái gì, ngoan ngoãn dẫn theo một đống quà tặng theo ở phía sau, đẩy ra vườn hoa cửa sắt, đi vào viện tử, trong biệt thự, một đôi đôi vợ chồng trung niên vội vã đi ra, nam khoảng 175cm, khí chất nho nhã, nữ 160cm trái phải, gầy teo, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn xem thân thể không phải rất tốt, làm nữ nhân nhìn thấy Skuman một khắc này, cả người trở nên kích động lên, đưa tay, trưng trưng hô, tuyết nhỏ. Suma nhìn xem nữ nhân, giờ khắc này, trong nội tâm ủy khuất toàn bộ tuôn ra, mũi chua chua, nước mắt liền hạ đến, ma ma. Nói xong, cực nhanh nhào vào mụ mụ trong ngực, những cái này đã qua một năm, nàng mỗi giờ mỗi khắc không đang suy nghĩ đọc lấy ma ma, muốn nàng ấm áp thơm ngọt ôm ấp, muốn nàng ôm nhu nhìn lấy ánh mắt của mình, giờ khắc này, tất cả tưởng niệm hóa thành nước mắt, nàng nhịn không được khóc lớn lên, nàng rất muốn ma ma, nghĩ đến sắp điên vì tỉnh ông lấy nữ nhi một viên trống rỗng nhiều năm tâm rốt cục lấp đầy nhìn thấy nữ nhi một khắc này nàng hầu như không cần suy nghĩ liền có thể nhận định đây chính là nữ nhi của nàng cái kia mềm mềm nhu nhu gọi mình mụ mụ tiểu quay quay ta tuyết nhỏ mama rất muốn rất nhớ ngươi a à, ngươi rốt cục về nhà vì tỉnh khóc nói mang nguyên danh gọi tuyết trắng dáng dấp trắng trắng mềm mềm ra đời ngày đó vừa lúc gặp gỡ 24 tiết khí bên trong tuyết lớn cho nên lấy tên tuyết trắng phụ thân bạch một bình thường không dễ dàng biểu lộ tình cảm của mình nhưng giờ phút này cũng không nhịn được rơi lệ duỗi ra lớn dài tay đem thê tử cùng nữ nhi ôm vào trong ngực kích động nói trở về trở về liền tốt mây trắng cảnh con mắt cũng là ẩm ướt tiến lên ôm lấy cha mẹ cùng muội muội một nhà bốn người rốt cục đoàn tụ lão quản gia cùng hai cái làm việc người hầu đứng ở một bên nhìn trước mắt cảm nhân hình tượng cũng không nhịn được chảy xuống vui vẻ nước mắt ôm lâm dẫn theo một đống đồ vật đứng bình tĩnh ở một bên không dám đánh nhiễu nửa phần, một lát sau, mọi người cảm xúc bình tĩnh trở lại, Bạch một mới phát hiện đằng sau còn đi theo một cái anh tuấn cao lớn người trẻ tuổi, không kiêu ngạo. Không tự ti đứng ở nơi đó, mặc dù không ra, nhưng có thể cảm nhận được trên người hắn phát ra tới bá đạo khí tức, ân, xem ra, hẳn là một cái không sai hài tử, Su mang nắm mụ mụ tay, thuận ba ba ánh mắt, mới nhớ tới ôn lâm, thế là buông ra mụ mụ tay, vui vẻ đi đến ôn lâm trước mặt, tiếp nhận hắn tay trái đồ vật, mỉm cười nhìn thoáng qua ánh mắt của hắn, sau đó tay nhỏ che ở bàn tay của hắn bên trên, mười ngón đang xen, kiên định đi hướng ba ba mụ mụ, giờ khắc này, ôm lâm lòng khẩn trương rốt cục. Rơi xuống, hắn tiểu cô nương rốt cục chịu nhưng hắn. Ba ba mụ mụ, đây là vị hôn phu của ta, ôm lâm. Stuman có chút khẩn trương nhìn xem phụ mẫu, bạch một khiếp sợ nhìn xem ôm lâm, biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút ấm giận, vì tỉnh mặc dù có chút chấn kinh. Nhưng tốt đẹp giáo dưỡng để nàng không có ngay tại chỗ bảo nổi, mây trắng cảnh nhìn xem phụ mẫu biểu lộ, liền biết bọn hắn cùng mình ý nghĩ ban đầu đồng dạng, thế là vội vàng cho ôn lâm đánh cái ánh mắt. ôn lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nghiêm túc nói: thúc thúc a à di, ta mặc dù là Skuman vị hôn phu, nhưng ở nàng đọc xong đại học trước đó, chúng ta là sẽ không ở cùng một chỗ, mà lại ta hướng các ngươi cam đoan, ta sẽ cả một đời đối nàng, tuyệt không phụ lòng nàng. ôn lâm thái độ phi thường thành khẩn liền kém nhất tay phát thệ Skuman cũng sợ phụ mẫu phản đối, vội vàng nói: ba ba mụ mụ, ôn lâm người rất tốt chờ các ngươi ở chung nhiều, liền có thể phát hiện hắn tốt. Bạch Mộc Nhỏ áo bông thật vất vả tìm trở về, liền bị trộn đi, dì yên lặng nghe, lỏng một hơi, còn tốt, còn tốt, nhà chúng ta nữ nhi còn không có bị tao đạp, nàng quan sát một chút ôm lâm, tiểu tử nhìn rất chính khí, bộ dáng cũng rất tốt, mặc dù mặt nhìn lạnh lùng, nhưng hắn nhìn tuyết nhỏ ánh mắt sẽ không gạt người, kia ánh mắt, so với nàng cha trẻ tuổi vậy sẽ nhìn ta hăng quá hóa dở. Ừm, tốt, nếu là tuyết nhỏ nhận định người, bạch gia chúng ta cũng nhận. Đi, chúng ta trở về phòng ngồi, vừa vặn ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Dì tỉnh cười nói, bạch một nguyên lai like còn có chút không cam lòng, nhưng nhìn thấy thê tử đều tán thành, mình còn có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể thuận các nàng chứ sao, người một nhà thật vui vẻ đi vào trong nhà, vượt qua một cái vui sướng ban đêm, đêm nay, là Skuman sống lại đến vui vẻ nhất một đêm, nàng về nhà, trở lại cái này mái nhà ấm áp bên trong, có người nhà, có người yêu hết thảy là cỡ nào mỹ hảo trong đêm xu mang ngủ ở đã từng trong phòng ngủ trong lòng là như vậy thỏa mãn cùng vui sướng nửa đêm bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiền ồn ào ca ca sốt ruột hô mẹ mẹ ngươi làm sao rồi đừng dọa ta quản gia quản gia mau gọi xe cứu thương bạch một hô to xu mang đẩy cửa đi ra ngoài vội vàng chạy tới phát hiện ma ma sắc mặt tái nhợt choáng trên giường nàng sốt ruột hô vài tiếng mẹ mụ 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 ngươi làm sao rồi ngươi cũng đừng làm ta sợ. Nhưng tùy ý nàng làm sao kêu cứu, người trên giường vẫn là không có phản ứng, chợt nhớ tới cái gì, Skuman đứng dậy chạy hướng phòng bếp, chỉ chốc lát bưng tới một chén nước. "Ca ca, ngươi đỡ dậy mama, ta nghĩ đút nàng uống nước." Skuman đối Mây Trắng cảnh nói, Mây Trắng cảnh có chút không hiểu, nói: "Muội muội, đừng làm rộn, mama hiện tại choáng, nơi đó uống đến xuống nước. Ngươi đừng lo lắng, xe cứu thương rất nhanh liền đến, mama không có chuyện gì." Skuman không có cách đành phải mình đến đem ma ma nương đến trong lồng ngực của mình dùng chén nước cho nàng mớm nước vì tỉnh mặc dù toàn thân bất lực liền mở to mắt khí lực đều không có nhưng giác quan vẫn còn có chút tri giác biết là nữ nhi cho mình mớm nước chậm rãi uống một điểm xuống dưới nàng chỉ là không đành lòng cự tuyệt nữ nhi hảo ý không nghĩ tới kia nước uống vào đi về sau nàng chậm rãi có chút khí lực mà lại cái này nước làm sao tốt như vậy uống ngọt ngọt uống vào phi thường dễ chịu mây trắng cảnh nhìn thấy ma ma chậm rãi thế mà đem nước đều uống vào, kinh ngạc đến ngay người, một lát sau, dì tỉnh chậm rãi mở to mắt, bắt lấy Sku mang tay, nhỏ giọng nói, cảm ơn ta nữ nhi ngoan, nữ nhi của ta cho ăn nước uống ngon thật. Bạch một nhìn thấy thê tử tỉnh, một viên lòng khẩn trương rơi xuống, quan tâm hỏi, tỉnh nhi, ngươi cảm giác thân thể như thế nào? Một ca, ta không sao, nghĩ một lát liền tốt. Dì tỉnh nói, nếu không chúng ta vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, xe cứu thương đã trên đường. Bạch Mộc không yên lòng, khuyên. Không, ta không đi, bệnh viện hương vị kia quá khó ngửi, ta nơi đó đều không đi. Dì tỉnh như thằng bé con đồng dạng, đối trưởng phu đùa nghịch nhỏ tính tình, Su mang thấy, có chút dở khóc dở cười, dỗ dành nói, ma ma ngoan, đi bệnh viện kiểm tra một chút, không có vấn đề, chúng ta lại về nhà. Tuyết nhỏ cho ma ma hầm uống ngon canh gà, có được hay không? Chương 149, Suman mang cha mẹ ruột về thồng tỉnh nhìn thoáng qua Suman, lại liếc mắt nhìn lo lắng cho mình hai cha con đành phải gật đầu đáp ứng tốt ta liền đi kiểm tra một chút kiểm tra xong liền về nhà tốt 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 tất cả nghe theo ngươi bạch một thở dài một hơi phía sau cho scuman dựng thẳng lên một cái ngón tay cái dày vào một đêm bác sĩ kiểm tra qua đi phát hiện vẫn là vấn đề cũ mở một chút bổ khí thuốc an thần để nàng mắng đẻ liền thả người về nhà nghỉ ngơi chờ scuman dỗ dành gì tỉnh uống thuốc xong nhìn xem nàng an ổn chìm vào giấc ngủ về sau nàng mới trở lại gian phòng của mình ngủ bù, ngủ một giấc đến giữa trưa, đợi nàng tỉnh, gì tỉnh cũng tỉnh, nhìn thấy nữ nhi, cả người đều tinh thần không ít ăn cơm trưa. Người một nhà ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, liền nói đến Skuman về Vân Thành đi học vấn đề, Bạch Gia tự nhiên là hy vọng Skuman lập tức lập tức liền về Vân Thành, trường học hồ sơ những cái kia, giao cho mây trắng cảnh đi xử lý liền tốt, nhưng Skuman nghĩ đến nãy nãy. Nàng không biết nãy nãy có nguyện ý hay không cùng với nàng đến Vân Thành, còn phải trở về cùng với nàng thương lượng, còn có một cái là, nàng hiện tại có ba nhà thịt kho cửa hàng tại khe núi huyện, không thể nói đi là đi. Tất cả mọi chuyện đều phải có cái bàn giao không phải, vì để cho ma ma yên tâm, Su Man đồng ý mình về Vân Thành đi học, nhưng phải đợi nàng bên trên xong cái này học kỳ, tháng 9 phần lại về Vân Thành đọc lớp 11, vì tỉnh nghĩ đến mình muốn lâu như vậy không gặp được nữ nhi, trong lòng gấp, bạch một cũng minh bạch tâm tư của nàng, nhiều năm như vậy không gặp nữ nhi, bây giờ tìm về đến, nàng nơi nào chịu buông tay nha, Coi như thê tử bỏ được hắn cũng không nỡ a à, hắn nghĩ nghĩ nhìn thoáng qua nhi tử mây trắng cảnh lập tức minh bạch không có cam lòng nói không phải đâu ba ba nhi tử ngươi cũng lớn trong nhà liền dựa vào ngươi ta và mẹ của ngươi lão cũng nên nghỉ ngơi một chút lại nói thời gian cũng không dài cuối tháng 8, em gái ngươi trước khi vào học chúng ta liền trở lại ngươi ở nhà thật tốt trong coi gia nghiệp ha bạch một ý tứ sâu xa vỗ một cái nhi tử bả vai Cha, ngươi ý tứ cùng chúng ta hồi hương hạ. Man kinh ngạc nói, bạch một cười gật gật đầu, dì tỉnh kích động nói, Ừm, cái này tốt, cái này tốt, nông thôn không khí tốt, nước tốt, vừa vặn thích hợp ta dưỡng bệnh, nói không chừng ta trở về ở lại mấy ngày, liền có thể khỏi hẳn. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Bạch một cười nói, Man tự nhiên là nguyện ý A, à, vui vẻ nói, tốt, tốt, ma ma ba ba về ở với ta một đoạn thời gian, ta dám tin tưởng, các ngươi khẳng định sẽ thích nơi đó. Ơn, chúng ta có thể tại huyện thành trường học bên cạnh mua cái phòng ở ta bình thường đi học sau khi tan học còn có thể về nhà cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm cuối tuần liền cùng ta về tam nguyên thôn ở ta đều cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng gian phòng ờ thật nha chúng ta còn có gian phòng quá tốt nếu không chúng ta hôm nay liền đi Dì tỉnh vui vẻ nói hận không thể giờ phút này liền theo scuman đi nhìn nàng một cái từ nhỏ đến lớn địa phương mây trắng cảnh xấu hổ ta mới đem muội muội mang về nhà các ngươi ngày thứ hai liền phải chạy về muội muội chỗ ở, không thể đối với ta như vậy nha. Mẹ, thân thể ngươi có thể chịu nổi. Mây trắng cảnh nói, dì tỉnh có chút không nắm chắc được chủ ý, bạch mục nghe nhi tử kiểu nói này, cũng cảm thấy mình quá gấp, nói, nếu không vẫn là chờ thân thể ngươi tốt đi một chút lại đi a. À. Dì tỉnh lôi kéo nữ nhi tay, ánh mắt đáng thương xin giúp đỡ, su mang không có cách, đành phải nói, ta trong nhà ở thêm mấy ngày, chờ ngươi thân thể dưỡng tốt điểm, chúng ta lại trở về. Ừm, ta nghe ngươi. Vì tỉnh vui vẻ nói, Skuman đã nghĩ kỹ, mấy ngày nay mỗi ngày cho Mama uống nước linh tuyền, lại dùng không gian bên trong trăm năm nhân sâm cho Mama hầm canh gà, bồi bổ thân thể, nhất định có thể tốt. Mà lại nàng cũng có sắp xếp của mình, thừa dịp có thời gian, để ta ta mang nàng đi xem một chút vân thành bất động sản tình huống, nếu như phù hợp, thừa cơ mua mấy cái phòng ở, tốt lấy ra thu tô, cao trung còn có hai năm, hai năm này, nàng liền định thu tô sống qua, mặc dù bạch gia chắc chắn rẻ, không bạc đãi nàng. Nhưng nàng không muốn làm mọc gạo a, mình kiếm tiền hoa, nhiều hương a, đợi nàng lên đại học, thời gian nhiều, lại đem thịt kho cửa hàng mở, nàng còn muốn làm thịt kho xưởng, đem làm tốt thịt kho bán đến cả nước các nơi đi, thế là, liên tiếp vài ngày, Skuman trừ bồi cha mẹ, thời gian còn lại chính là đang nhìn phòng ở. Trong lúc đó đem hộ khẩu danh tự cũng đổi, gọi Bạch Skuman. Đây là Skuman mình ý nghĩ, mặc dù mình nhận tổ quy tông, nhưng mình dù sao cũng là vương bà nuôi lớn, họ có thể đổi nhưng danh tự nhất định phải giữ lại, cũng coi là đối nãi nãi một loại tôn kính, dựa vào kiếp trước đối vân thành ký ức. Sku nhảy chọn mấy tòa nhà rách rách rưới rưới vị trí lại là ở vào trung tâm thành khu thương nghiệp đường phố phòng ở cũ, nếu là nàng nhớ không lầm, những phòng ốc này rất nhanh liền sẽ phá dở, đến lúc đó tiền của nàng tiền liền có thể lật mấy lần, quá. Thơm, mây trắng cảnh mặc dù không rõ muội muội tại sao phải mua loại này nhỏ phế phẩm phòng ở, nhưng chỉ cần muội muội vui vẻ, hắn liền giúp đỡ một tay đem sang tên chờ thủ tục làm thỏa những ngày gần đây ông lâm cũng là đi sớm về trễ hắn đi trước cùng bằng hữu gặp mặt lại đi thăm dò nhìn thương nghiệp đường phố đem vân thành trang phục thị trường sờ toàn bộ vì mang lâm phục sức tương lai phát triển làm một cái mới quy hoạch mang lâm định vị cao cấp xa hoa hắn quyết định tiến vào chiếm giữ vân thành bách hóa cửa hàng mặt khác suy xét đến cao cấp xa hoa đám người đối trang phục yêu cầu cao hắn quyết định mình khai phục trang công ty từ thiết kế đến chế tác tiêu thụ đều là mình đến bắt, thiết kế khối này hắn không cần lo lắng, Vân Thành dựa vào cảng thành phố, cảng thành phố là thế giới trào lưu trung tâm, thiết kế người tài vừa nắm một bó to, chính là chế tác cái này một khối có chút phiền phức, làm cái nhà máy trang phục, đây chính là đại công trình. Nhưng giai đoạn trước hắn, không có ý định tự mình làm nhà máy, trước tìm người thay thế công. Đằng sau lượng tiêu thụ đi lên, lại từng bước một đến sắp xếp, có cái này quy hoạch, đằng sau chính là chờ cuối tháng 8 về Vân Thành khai triển công việc, trải qua mấy ngày điều trị, vì tỉnh thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khá hơn. Mọi người sợ hãi tháng phục sau khi đem thân thể nàng chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân quy công cho Suman, cũng là bởi vì nữ nhi trở về, nàng tâm tình buông ra, cho nên thân thể cũng khá, bởi vì Suman dù sao vẫn là học sinh, không thể trốn học quá lâu, người một nhà thương lượng một chút, quyết định thu dọn đồ đạc về núi suối huyện, lúc chạng vạn tối, hai chiếc xe hơi nhỏ trước sau lái vào tam nguyên thôn, toàn thôn đều anh động. Các thôn dân toàn bộ chạy tới, khi thấy Skuman từ trên xe. Bước xuống, bên người còn nhiều hai vị khí chất cao quý trung niên nhân, bao lớn bao nhỏ đem đồ vật hướng Skuman tiểu dương lâu bên trong chuyển, đều đưa cổ tại quan sát bạch một viện dì tỉnh xuống xe, khi bọn hắn nhìn thấy Skuman ở phòng ở lúc, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Skuman, đây là ngươi chỗ ở. Dì tỉnh hỏi. Mama, đúng vậy, đây chính là chúng ta nhà, lầu này phòng là năm ngoái mới xây được đến, hóa ra là mấy gian gạch đất lều cỏ. Suman cười trả lời, các thôn dân nghe được Suman hô nữ nhân vì Mama đều kinh ngạc cực, có người nhịn không được hỏi Suman, cái này hai vị đại ca đại tỷ là gì của ngươi a? Suman kéo phụ mẫu tay, vui vẻ cho các thôn dân giới thiệu thúc thẩm nhóm, đây là ba ruột ta mẹ ruột, tới theo giúp ta ở một thời gian ngắn. Qua, thật sự chính là nhận thân. Thôn dân kinh hô, xem ra vẫn là kẻ có tiền a, có thể mở tốt như vậy xe hơi nhỏ, khẳng định là kẻ có tiền. Không phải thư đang đang làm sao lại vắt ốc tìm mưu kế muốn mạo danh thay thế đâu. Khó trách Tu Mang dáng dấp tuấn tú như vậy, nhìn một cái người ta cha mẹ, rất dễ nhìn a. À. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, chương 150, đại kết cục bạc một biết trước mắt những thôn dân này đều là nhìn xem Tu lớn lên, lập tức gọi người lấy ra sớm chuẩn bị tốt hoa quả bánh bích quy, mỗi người đều bắt một nắm lớn. Tạ ơn các vị những năm gần đây đối tiểu nữ chiếu cố. Vì tỉnh cảm kích nói, các thôn dân ăn bánh kẹo bánh bích quy. Tâm tình cũng rất vui vẻ, bắt đầu cùng Dì Tỉnh nói về Sku khi còn bé sự tình, Sku Mang thấy tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, liền mở ra đại môn, để đoàn người đi vào ngồi trò chuyện rất nhanh, người của toàn thôn đều biết Sku Mang thân cha mẹ ruột đến Tam Nguyên thôn, tin tức cũng truyền đến thư đại vĩ vợ chồng trong lỗ tai, trong lòng là cái kia hận a, à, nhưng bọn hắn không còn dám làm loạn, bởi vì thư đang đang bị bắt, còn bị phán hình, đầu năm nay, âm mưu giết người, cũng là rất nặng tội, bị xử nặng 10 năm, 10 năm đợi nàng hết hạn tù ra tới, trời đều biến, Chu Đại Bằng biết thư đang đang một nhà đều không là đồ tốt, khởi tố ly hôn về sau, liền đem thư đại vĩ một nhà đuổi ra ngoài, sau đó tự mình cõng lấy cái túi đeo lưng, liền đi ra ngoài làm công đi, về sau nghe nói thật đúng là để hắn cưới cái trong thành lão bà, nhưng bởi vì đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, năng lực làm việc không đủ, sinh hoạt trôi qua giật gấu vá. Vai thư đại vĩ vợ chồng mặt mất hết, đi ra ngoài liền bị người chỉ chỉ điểm điểm, liền trẻ con trong thôn trông thấy bọn hắn đều đường vòng đi. Bởi vì bị gia trưởng khuyên bảo không thể tới gần thư gia, kia là tội phạm giết người nhà, cẩn thận bị bắt đi, Skuman từ Vân Thành trở về không có mấy ngày, tam nguyên thôn người liền phát hiện thư gia kia mấy gian nhà ngói không ai xuất nhập, nguyên lai like thư đại vĩ vợ chồng trong đêm dọn đi, tam nguyên thôn từ đây thanh tỉnh, dì tỉnh cùng bạch một tại tam nguyên thôn ở mấy ngày, phát hiện nơi này sơn thanh thủy tú, ăn ngon lại nhiều, thực sự rất thích hợp dưỡng lão, ở ở, thế mà không muốn đi. Nguyên lai like nghĩ đến tại huyện thành mua cái phòng ở cho bọn hắn hai ở, hiện tại phát hiện không cần, bạch một say mê câu cá, mỗi ngày không phải mang theo cái cần câu tại bờ sông câu cá, chính là tại đi bờ sông trên đường, phơi đen nhánh, nửa điểm cũng nhìn không ra tới này là cái vốn liếng phong phú phú thương, vì tỉnh thích yên tĩnh, mỗi ngày ở nhà đọc sách, phơi nắng, không có việc gì liền cùng vương bà đủ loại đồ ăn, tâm sự, sinh hoạt trôi qua có tư có vị, thân thể cũng càng thêm rắn chắc. Lên, cô mang về trường học tiếp tục đi học, các bạn học biết nàng muốn chuyển trường, nhau nhau không bỏ, đặc biệt là cùng túc xá mấy người tỉ muội su mang đi, các nàng liền không có người khác ao ước tiểu táo mở, thương tâm phải không được, còn có chút không kịp thổ lộ thầm mến người, vụng trộm lau nước mắt, đáng nhắc tới chính là, lúc trước cái kia muốn ăn su mang đậu hũ phòng giáo dục chủ nhiệm, bị người báo cáo nhiều lần cũng không biết thu liễm, thế mà đem bàn tay đến lần đầu tiên mới vừa. Vào học nữ sinh trên thân, cái kia nghĩ nữ sinh kia là huyện giáo dục cục lãnh đạo con gái ruột. Lần này tốt, trực tiếp bát cơm mất đi, từ đây không được đi vào giới giáo dục, xem như vì giới giáo dục thanh một cái con sâu làm rầu nồi canh. Tam Nguyên thôn kiến trúc thi công đội chính thức thành lập về sau, tại thôn trưởng dẫn đầu dưới, đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, thôn dân thu nhập nước lên thì thuyền lên, thành xa gần có tiền nhất thôn, bao nhiêu bên ngoài thôn người muốn đem khuê nữ gã tới, thuận tiện mang theo một chút nhà mẹ đẻ huynh đệ. Mang Lâm tiệm bán quần áo danh khí chậm rãi mở. Ra, ông Lâm ở trong thành phố lại mở hai cửa tiệm, còn đem trong đó một cái lão điếm cửa hàng trưởng đề thăng làm mang lâm trang phục khu vực quản lý, giúp hắn quản lý cái này một mảnh cửa hàng, dạng này hắn liền có thể bước ra đi Vân Thành mở công ty, đem hết. Hãy thu xếp tốt, liền đợi đến Skuman cuộc thi được nghỉ hè, Skuman việc học dù bận biệu, nhưng cũng không có nhàn rỗi, mấy nhà thịt kho cửa hàng mặc dù rất kiếm tiền, nhưng nàng không có ý định tiếp tục mở. Làm cái ân tình, đem tam nguyên trấn thịt kho cửa hàng bàn cho Trương Đại Nương, dù sao Trương Đại Nương đối với mình tốt như vậy, sống lại một lần, cũng phải để nàng được sống cuộc sống tốt. Trương Đại Nương chối từ nhiều lần, cuối cùng thực sự không lay chuyển được Skuman, đành phải đáp ứng xuống cái này nhưng làm trương dài biển phụ tử cho cao hứng xấu. Người một nhà cũng không dưới làm việc, cùng nhau mở lên thịt kho cửa hàng. Đương nhiên, nguồn cung cấp liền phải mình đi tìm, Skuman. Không gian bên trong thịt không thể tiếp tục cung ứng cho bọn hắn, dù sao những cái kia đều không phải thế giới này hẳn là tồn tại đồ vật, để người ta biết còn phải rồi. Khe núi huyện có hai cửa tiệm, Skuman đem nó để lại cho thanh ninh nha đầu này vô luận kiếp trước vẫn là hậu thế đối với mình kia là móc tim ổ tốt hiện tại mình có tiền mà lại có bó lớn cơ hội kiếm tiền hai cái này cửa hàng nhất định phải cho nàng thanh ninh biết tin tức này vui vẻ đến nhảy lên ba gạo nhưng nghe đến bạn tốt muốn đi tâm tình lập tức ngã vào thung lũng ô ô mạng mạng ta không nỡ bỏ ngươi thanh ninh khóc ròng nói nha đầu ngốc tranh thủ thời gian cố gắng học tập đi hai năm sau thi đậu vân thành đại học chúng ta liền có thể lại tại cùng một chỗ Suman cười nói. Tốt, kiểm tra Vân Thành Đại học. Cố lên. Thanh Ninh biểu lộ nghiêm túc nói, từ đây, nhị trung nhiều một cái mất ăn mất ngủ học tập học sinh. Một trận trở thành trường học mẫu mực, đương nhiên, hai năm sau, nàng cũng tọa nguyện đến Vân Thành đi học, vẫn là một chỗ rất không tệ trường học, rất nhanh, nghỉ hè liền đến, bạch một vì cảm tạ tam nguyên thông toàn thể thôn dân đối với mình con gái ruột chiếu cố, mặc dù thật chiếu cố chỉ có mấy cái kia, nhưng dù sao đều là một cái thôn, bao nhiêu cũng sẽ có giúp đỡ điểm thời điểm tại thôn sân phơi gạo mở tiệc chiêu đãi toàn thôn ba ngày ba đêm còn cho mỗi hộ phát một cái một nghìn nguyên hồng bao trời đi ngày ấy người cả thôn đều để đưa tiễn mọi người trong lòng không bỏ nhưng càng nhiều hơn chính là chúc phúc vương bà lớn tuổi không muốn rời đi tam nguyên thôn Xu mang không có miễn cưỡng nàng rời đi vừa lúc thạch quân điều đến tam nguyên trấn dạy học Xu mang liền để bọn hắn một nhà trực tiếp ở tam nguyên thôn bồi vương bà để nàng tại tuổi già an hưởng niềm vui gia đình toàn kịch bên trong phiên ngoại một. Cao Mân cô tới cửa cầu Suman hỗ trợ vận thành, mây bờ sông biệt. Thử trước cửa, Suman đang nằm dưới tàn cây võng bên trên, một bên đung đưa, một bên gọi điện thoại, phòng của chúng ta thuê thật là lân cận thấp nhất, mà lại phòng bên trong có điều hòa, tủ lạnh, điều kiện này, giá tiền này, toàn bộ vân thành là không có cách nào tìm tới nhà thứ hai, chính là ngươi vận khí tốt mới gặp ta như thế lương tâm chủ thuê nhà, ngươi nếu là chê đắt, đằng sau còn có người chờ lấy muốn đâu. Đối phương nghe xong, lập tức gấp, nói, tốt tốt tốt, chúng ta ký 5 năm hợp đồng, cái này 5 năm, ngươi không thể tăng giá. Được được được, ta cái này cho ta đồng sự gọi điện thoại, để nàng đi qua tìm ngươi ký hợp đồng. Đưa tiền cho chìa khóa. Mang nói xong, cúp điện thoại, lại cho Thanh Ninh gọi điện thoại, sự tình làm thỏa đáng về sau, lại tại dưới đại thụ võng bên trong nằm ngáy o o, hiện tại đã là 2.000 năm, Mang sau khi tốt nghiệp đại học, không có phục tùng trường học phân phối đi chính phủ đơn vị công việc, mà là lựa chọn làm lên bao tô bà, trải qua cao trung, đại học mấy năm này mua nhà, phá dở, chia phòng, lại mua nhà, phá dở, chia phòng. Hiện tại Skuman tại Vân Thành đã có mấy chục tòa nhà tại Thu Tô, mà lại mời năm người, hình thành công ty quản lý. Thanh Ninh chính là nàng mời đến hỗ trợ quản lý nàng Thu Tô công ty người, loại này liên quan đến tiền tài sự tình. Nàng vẫn là quen thuộc tìm người tin cẩn tới làm, vừa mới mơ tới mình lột sạch ôm lâm áo, đang muốn đưa tay vuốt ve kia mê người cơ ngực thời điểm, một đạo khiến người phiền chán thanh âm đem nàng từ trong mộng kéo về thực tế vừa mở mắt, ôm lâm mẹ kế tấm kia nịnh nọt. Mặt tiến đến trước mặt của nàng, su mang bị dọa đến kém chút từ võng bên trên rớt xuống, nàng đã có tâm né tránh nàng, thật vất vả tìm thanh tỉnh địa phương ngủ cái ngủ trưa, thế mà bị người quấy rầy. Ngươi tới làm gì? Su mang tức giận nói, ôm lâm mẹ kế cao mân côi cười nịnh nói, su mang à, à a, a di lúc trước để ngươi cùng ôm lâm đính hôn, ta liền biết ngươi là vượng phu hảo hài tử, quả nhiên, ôm lâm cùng với ngươi về sau, liền trở nên có tiền đồ. Skuman có chút không vui vẻ, nói, ôm lâm có thể có hôm nay lần này thành tựu, đều là hắn cố gắng dốc sức làm ra tới, cùng bất luận kẻ nào cũng không quan hệ. Cao mân côi không nghĩ tới Skuman nói chuyện trực tiếp như vậy. Trên mặt có chút xấu hổ, nhưng xấu hổ cũng phải tiếp tục trò chuyện xuống dưới, ôm lâm không chào đón các nàng. Nàng đành phải từ Skuman bên này bắt đầu, nàng thừa nhận chính mình lúc trước mí mắt quá nhỏ bé, thế mà sợ hãi ôm lâm sẽ trở về cùng nàng nhi tử tranh đoạt gia sản, cho nên mới để hắn ký kia phần tự động từ bỏ kế thừa phụ thân hắn tài sản hiệp nghị, kỳ thật nàng sở dĩ dám làm như thế, rất lớn bộ phận nguyên nhân là tao nhã siêu ngầm đồng ý. Ôn Lâm là hắn cùng Viên Nguyệt nhi tử, Viên. Nguyệt chết cùng hắn có quan hệ, hắn nhìn thấy Ôn Lâm tựa như nhìn thấy Viên Nguyệt, trong lòng hải phải hoảng, cho nên mới ngầm đồng ý cao mân cô ép buộc hắn, cuối cùng đuổi hắn đi ra ngoài, nhưng tao nhã siêu là vạn vạn không nghĩ tới a. À. Hắn sẽ có cầu ôm lâm một ngày, ôm lâm hiện tại mang lâm trang phục là toàn hoa quốc tối cao đoan phục sức nhãn hiệu, chiếm lĩnh cấp cao trang phục thị trường 50% thị trường. Hắn dưới cờ còn có to to nhỏ nhỏ các loại nhãn hiệu, cũng là trong nước rất nổi danh. Nhãn hiệu trọng yếu nhất, hắn có được Hoa Nam khu vực lớn nhất nhà máy trang phục, tao nhã siêu làm rất nhiều sinh ý, đều không nóng không lạnh. Gần đây hắn đầu vào rất lớn tài chính tiếng trang phục ngành nghề, nhưng đi vào mới biết được một chuyến này không phải tốt như vậy lẫn vào, thế nhưng là có thể làm sao đâu đây là hắn còn sót lại một điểm tài chính nếu là cái này đều thua thiệt vậy hắn liền triệt để xong đời lo liệu trang phục nhãn hiệu nhà máy cung hóa rất trọng yếu hắn tìm rất nhiều to to nhỏ nhỏ nhà máy không có một nhà thích hợp nếu không phải là chướng mắt hắn điểm kia tiền bạc nếu không phải là hắn chướng mắt người ta làm nửa năm tiền quăng vào đi nhưng cái này trang phục nhãn hiệu vẫn là không có mở hắn sốt ruột a hắn biết mang lâm phục sức phía sau có mang lâm nhà máy trang phục thực lực mạnh phi thường không chỉ có có được toàn hoa quốc mạnh nhất thiết kế đoàn đội, còn có được toàn hoa quốc tiên tiến nhất dây chuyền sản xuất, nếu như có bọn hắn làm mình nhãn hiệu hậu thuẫn, chuyện làm ăn kia khẳng định nóng nảy. Hắn tìm rất nhiều môn đạo muốn dựng vào mang lâm đầu này thuyền lớn, tiền tiêu ra ngoài. Nhưng liền người ta lão bản là ai cũng không biết, chẳng qua cũng không trách hắn, ôm lâm làm sự tình phi thường khiêm tốn, những năm này chuyên tâm gây sự nghiệp, chưa hề tiếp thụ qua bất luận cái gì phỏng vấn đều là từ phụ tá của hắn ra mặt đi xử lý, một lần trên yến hội, tao nhã siêu ngoài ý muốn phát hiện ôn lâm thế mà là mang lâm phục sức lão bản hắn kinh ngạc phải cái cầm đều muốn rơi nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc hắn vẫn là rất cao hứng bởi vì đây là con của hắn a à, coi như lúc trước mình cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ nhưng hắn chung quy là phụ thân của hắn hiện tại hắn có chuyện cầu hắn hắn tổng không thể cự tuyệt a à. hôm nay cao mân côi đến tìm su mang chính là muốn thông qua su mang đến hòa hoãn phụ tử quan hệ trong đó sau đó đạt tới mục đích của mình cao mân côi đã tìm su mang nhiều lần mang thật sự là sợ nàng. Từ mình lớn bình tần trốn đến phụ mẫu nhà biệt thự, nàng thế mà còn mặt dạng mày dày tìm tới cửa. Cao A Di, ta không phải nói, các ngươi muốn tìm Ôn Lâm làm ăn, ngươi tìm hắn đi a, à, tìm ta làm gì? Man tức giận nói, thật đáng ghét, âm hồn bất tán, còn muốn lợi dụng ta tới giúp các ngươi đạt thành mục đích, nghĩ hay lắm. Cao Mân cô làm bộ thương tâm vuốt một cái nước mắt, nói, chúng ta đây không phải lo lắng Ôn Lâm không để ý tới chúng ta sao? Scuman Ngươi là A Di tự mình chọn lựa tốt nàng dâu, ngươi nhất định phải giúp A Di nói câu lời hữu ích a, à, cha hắn cũng hối hận, lúc trước không nên hiểu lầm hắn, đuổi hắn đi ra ngoài, đều là lỗi của ta, để cha con bọn họ sinh hiềm khích. Suman ở trong lòng cười lạnh, hừ, ngươi chọn tốt nàng dâu. Ngươi thật đúng là sẽ cho trên mặt mình thiếp vàng, nếu không phải ta chủ động cùng Lâm Ca đính hôn, ngươi không chừng cho hắn nhét cái gì vớ va vớ vẫn. Tao nhã siêu hối hận, hắn thế nào không mình tìm ôn Lâm nhận lầm, để ngươi tìm đến ta tính cái sự tình gì, nàng hiện tại là minh bạch, tao nhã siêu là đã muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ, muốn có được ôm lâm tài nguyên, nhưng lại kéo không xuống mặt đi cầu hắn, cho nên muốn cao mân côi từ nàng nơi này xuống tay, ha ha, hắn cho là ta là kẻ ngu a, à. mặc cho ngươi phân công rồi, không nói đến nàng là bạch gia duy nhất thiên kim tiểu thư, coi như nàng là dân chúng bình thường nữ nhi, liền nên liếm láp mặt đối với hắn cái này lãnh huyết vô tình cha ruột lấy lòng hay sao? đã thúc thúc biết mình sai, vậy liền đi cầu ôn lâm tha thứ tìm ta cũng vô dụng. Lại nói, nam nhân sự tình, ta một cái nữ nhân gia cũng không chen lời vào. Mà lại ta mặc dù cùng ôn lâm đính hôn, nhưng còn chưa kết hôn, ta không dùng được. Skuman nói, cao mân cô nghe, trong lòng rất là không vui vẻ, hừ, ngươi chính là không muốn giúp bận biệu mà thôi, ai không biết ôn lâm đối ngươi tốt qua đối với mình. Ngươi nếu là hỗ trợ nói một câu, đỉnh cha hắn nói mười câu, nhưng nàng trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không dám nói. Skuman, A-di cầu ngươi, hãy giúp chúng ta một chút đi, những năm này thúc thúc của ngươi làm ăn không đắc ý, thua thiệt thật nhiều tiền, đây là nhà chúng ta cơ hội cuối cùng, nếu như số tiền này đều thua thiệt, chúng ta liền phải ngủ ngoài đường, ngươi khẳng định không đành lòng nhìn thấy chúng ta như vậy đi. Cao mân cô lắp bắp nói, Suman, thật xin lỗi, ta còn rất mong đợi. Toàn gia lòng muôn giả thú, còn muốn chúng ta giúp ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng. Được rồi, A-di, ta lời đã nói xong, về sau xin ngươi đừng lại tới tìm ta là không sẽ giúp các ngươi. Skuman nói xong, không cam lòng không muốn trời đi thoải mái võng, tránh về phụ mẫu trong nhà, Cao Mân Côi còn muốn đi theo vào, bị quản gia lễ phép cự tuyệt bên ngoài, Cao Mân Côi nhìn xem Skuman biến mất tại cửa ra vào, tức bực dậm chân, tiện nhân, ngươi chính là cố ý, Skuman trở lại phòng bên trong, uống một ly lớn đóng băng nước linh tuyền, lúc này mới dập tắt lửa giận trong lòng, trở lại gian phòng của mình, thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường, Ông lâm điện thoại đến. Bé heo, ngươi đang làm gì? Ông Lâm thuần hậu thanh âm trầm ổn truyền đến, giọng nói mang vẻ vô hạn cưng chiều, Stuman đã thành thói quen cùng hắn thân mật, cười hỏi, sự bá đạo của ta tổng giám đốc, thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta rồi. Nghĩ ngươi, ở đâu? Ta đi qua tiếp ngươi ăn cơm. Ông Lâm mỉm cười nói, hắn Stuman chính là như thế tinh nghịch, mỗi lần nghe được nàng nói chuyện, tâm tình của hắn liền không hiểu vui vẻ. Ta tại cha mẹ ta nhà. Stuman trả lời. Thế nào về nhà rồi? Có chuyện gì sao? Ôm Lâm hỏi, Skuman sau khi tốt nghiệp đại học liền tự mình rời ra ngoài ở, tại Vân Thành cao cấp nhất thương nghiệp khu vực mua một bộ nhìn sông lớn bình tầng, bình thường không có chuyện gì, nàng đồng dạng đều uống tại trong nhà mình. Cao Mân cô quá ghét, tổng tới tìm ta, ta trốn đến phụ mẫu trong nhà đến, nàng còn như cái âm hồn bất tán quỷ, dây dưa đến cùng lấy ta, thật sự là quá ghét. Skuman tức giận nói, Ôm Lâm nghe, lập tức minh bạch. Ta biết, nàng tìm ngươi, đơn giản là vì tao nhã siêu sự tình, nếu là hắn tự mình đến tìm ta, ta còn có thể cao liếc hắn một cái, nói không chừng liền giúp hắn đem sự tình giải quyết, dù sao chúng ta mở cửa làm ăn, coi như hắn là khách hàng bình thường tốt, nhưng hắn làm những cái này tiểu động tác, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Ông Lâm giọng nói mang vẻ một chút chơi liều. Vậy được, ngươi tranh thủ thời gian tiêu diệt hắn đi, phiền chết rồi. Skuman nói. Tốt, ngươi đừng làm chuyện này phiền não, tranh thủ thời gian thay quần áo khác, ta lập tức tới ngay. Ông Lâm nói xong, liền cúp điện thoại, hắn nghĩ nghĩ, theo nội tuyến, để trợ lý tiến đến. Ông Tổng, xin hỏi có chuyện gì phân phó? Trợ lý gì siêu việt hỏi? Ngươi biết tao nhã siêu? Ông Lâm hỏi. Biết, hắn muốn tìm chúng ta nhà máy trang phục làm thay, cho trang phục của hắn nhãn hiệu cung ứng trang phục. Dì siêu việt trả lời. Tư chất của hắn như thế nào? Ông Lâm hỏi. Ta xét duyệt qua, tư chất bình thường, tài chính có vấn đề, cho nên liền bồi thường làm sao? Hắn tìm tới ngươi rồi. Dì siêu việt có chút giật mình. Ngươi tìm người minh xác nói cho hắn, chúng ta mang lâm tập đoàn sẽ không hợp tác với hắn, để hắn dẹp ý niệm này. Ông Lâm lúc nói lời này, giọng nói mang vẻ hận ý, dì siêu việt có chút giật mình, hắn lão bản là cái rất khó biểu lộ tâm tình mình người, người này là lai lịch gì, thế mà để lão bản tức giận như vậy, nghi hoặc thì nghi hoặc, dì siêu việt vẫn là rất chuyên nghiệp, trả lời, được rồi, ta cái này đi xử lý. Phiên ngoại ba, Tao nhã siêu tới cửa cầu ôm lâm môn lâm tâm tình rất tốt, khẽ hát, lái xe đi về nhà, chờ hắn lái xe trở lại đỉnh núi biệt thự, phát hiện ngoài cửa mặt ngừng lại một cổ lạ lẫm biển số xe xe, hắn xuống xe, đi vào cửa, quản gia từ bên trong tiếng lên đón, sắc mặt không phải rất tốt. Chuyện gì phát sinh rồi? Ôm lâm hỏi. Một vị gọi tao nhã siêu tiên sinh, hắn nói hắn là phụ thân của ngươi, không phải phải ở nhà chờ ngươi trở về. Ta đuổi cũng không đi quản gia mặt lộ vẻ khó xử ôn lâm sắc mặt bình tĩnh không có lên tiếng một bên vuốt vuốt chìa khóa một bên suy nghĩ tốt ta biết ngươi đi mau đi ta đến xử lý ôn lâm nói xong liền đi vào nhà tao nhã siêu hôm nay trở lại công ty liền nghe thủ hạ báo cáo mang lâm phục sức đã minh xác hồi phục không hợp tác với bọn họ hắn tức giận đến đem đồ trên bàn toàn ngã ngửa trên mặt đất bên trên nghiệt chướng lại dám dạng này đối la o tử hắn khí thế hung hăng đi vào ôn lâm tòa nhà lại không nhìn thấy người chờ một ngày cuối cùng đợi đến người trở về, nghe được ngoài cửa truyền đến xe thanh âm, là hắn biết ôm lâm trở về, nhưng hắn ổn thỏa ở phòng khách chính. Vị bên trên, cũng không nhúc nhích, hắn cảm thấy mình là ôm lâm la o tử. Coi như lúc trước cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng hắn thủy chung vẫn là con của hắn, nào có phụ thân đi nên đón nghi tử đạo lý, ôm lâm tiến phòng khách, liền thấy tao nhã siêu ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, sắc mặt rất khó coi, hắn cũng không để ý tới hắn, mà là đi rót một chén nước. Mới đi tới, tao nhã siêu chính khác nước đâu, coi là ông lâm là đi cho mình đổ nước sắc mặt thoáng dịu đi một chút nơi nào nghĩ đến ông lâm rót một chén nước tại hắn trước mặt ngồi xuống phối hợp uống ngươi chính là như vậy chiêu đãi khách nhân liền chén nước cũng không cho đổ một điểm giáo dưỡng đều không có tao nhã siêu cắn răng nghiến lợi mắng ông lâm cười lạnh một tiếng trả lời ta có nương sinh không có cha nuôi tự nhiên là không hiểu cái gì cấp bậc lễ nghĩa lại nói ngươi tính cái gì khách nhân ta có mời ngươi tới làm khách sao Tao Nhã Siêu trong lòng cứng lên, tức giận đến kém chút mắt trợn trắng. "Ngươi là Ôn Lâm phục sức lão bản?" Tao Nhã Siêu ngữ khí không vui hỏi, mặc dù hắn đã dò nghe, nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng, ban đầu ở trong nhà không trên một tiếng, nhu nhược giống cái chim cút đồng dạng phế vật, hôm nay thế mà là một cái xí nghiệp lớn đại lão bản. "Đúng vậy, không sai." Ôn Lâm khẳng định nói. "Ta là Văn Nguyệt phục sức lão bản, ngươi vì cái gì cự tuyệt hợp tác với chúng ta?" Tao Nhã Siêu có chút tức giận chất vấn ôn lâm nghe được phan nguyệt trang phục mấy chữ cảm thấy có chút châm chọc hắn thân sinh ma ma gọi viên nguyệt hắn lấy cái tên này chẳng lẽ là vì kỷ niệm ma ma hừ dối trá hắn không muốn cùng hắn nhiều lời liền nói tư chất của các ngươi không hợp cách công ty của chúng ta ước định về sau cảm thấy không cần thiết hợp tác tao nhã siêu nhìn xem ôn lâm một bộ giải quyết việc chung bộ dáng khí liền không đánh một chỗ đến chỉ vào hắn mắng ta thế nhưng là ngươi thân la o tử hợp tác với ngươi kia là xem ở ngươi chết đi mẫu thân phân thượng, ta mới nhớ tới tìm ngươi. ông lâm nghe được tao nhã siêu nhất lên mẫu thân hắn, lập tức giận, một cổ nộ khí vọt tới nắm đấm, sau đó liền đánh hướng hắn mặt. ngươi không có tư cách sách mẫu thân của ta. ông lâm gầm thép, tao nhã siêu chịu đánh, bụng mặt, một mặt khiếp sợ nhìn xem ông lâm, hồi lâu mới phản ứng được, tức giận nói, ta là lão tử ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi đại nghịch bất đạo. nếu như giết người không phạm pháp, ta liền giết ngươi. Ông lâm từ trên cao nhìn xuống tới gần tao nhã siêu một bả nhấc lên trước ngực hắn cà vạt hung tận nói tao nhã siêu nhìn xem ánh mắt của hắn lập tức hoảng hắn sẽ không là biết cái gì không không có khả năng lúc trước viên nguyệt chết chỉ có một mình hắn biết hắn ra vẻ trấn định hất ra ôm lâm tay sau đó đứng lên sửa sang lại quần áo nói ôm lâm năm đó là ta làm không đúng ta không nên đuổi ngươi đi ra ngoài những năm này ta cũng rất hối hận vẫn nghĩ tìm cơ hội cùng ngươi nói xin lỗi mẹ ngươi đi, ta cũng rất đau lòng, nhưng ngươi không nên hận ta, ta là ngươi trên thế giới này thân nhân duy nhất. Ta tân tân khổ khổ kiếm tiền, về sau ta đi, những vật này không đều là ngươi. Ông Lâm nhìn chầm chầm ánh mắt của hắn, cười lạnh nói, hừ, hối hận. Lúc trước ta chân gãy, thông trưởng điện thoại cho ngươi, ngươi là thế nào làm? Đừng nói đưa tiền xem bệnh. Liền thăm hỏi một câu đều không có. Còn có, cao mân cô biết ta què, sợ ta trở về cùng với nàng nhi tử tranh đoạt gia sản, muốn tìm cho ta cái nông thôn nữ nhân kết hôn, cả một đời không trở về Vân Thành, chẳng lẽ ngươi không biết? Còn có, cao mân cô cho ta năm vạn khối tiền, để ta ký từ bỏ kế thừa ngươi di sản sự tình, ngươi không biết. Tao nhã siêu á khẩu không trả lời được, phía trước những cái kia hắn đều biết, chẳng qua là cảm thấy ôm lâm chính là cái vướng víu, thoát khỏi liền tốt. Nhưng cao mân cô cho hắn năm vạn khối, để hắn từ bỏ kế thừa di sản sự tình, hắn thật là không biết ôn lâm nói tiếp ngươi là không nghĩ tới đi lúc trước tên phế vật kia thế mà hiện tại thành vân thành quát tháo phong vân nhân vật ngươi vì mình cái kia công ty nhỏ thế mà muốn tới cầu tên phế vật này ha ha có phải là rất châm chọc tao nhã siêu ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện ngươi đi đi từ khi ngươi đuổi ta ra cửa giữa chúng ta phụ tử tình liền đoạn mất ngươi ta không có bất cứ quan hệ nào cũng xin ngươi đừng lại đến nhà ta không chào đón ông lâm nói tao nhã siêu không có cách đành phải đi về đến trong nhà cao mân côi gặp hắn trở về liền nên đón tiếp lấy hỏi thế nào nhìn thấy người sao tao nhã siêu thấy được nàng liền đến khí chính là nữ nhân này nếu như không phải là bởi vì nàng viên nguyệt cũng sẽ không chết hắn hiện tại chính là mang lâm phục sức lão bản phụ thân hắn muốn cái gì không có còn cần hiện tại khắp nơi cầu người làm việc hắn càng nghĩ càng giận đưa tay cho cao mân côi một bàn tay a à, tao nhã siêu ngươi điên rồi ngươi đánh ta cao mân côi không dám tin tưởng nhìn xem tao nhã siêu thét to cao mân côi ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất thông minh chơi ta tao nhã cực kỳ lạnh lùng nhìn xem cao mân côi thấy nàng kinh hồn bạc vía văn siêu ngươi làm sao nói như vậy ta cho ngươi sinh một nhi tử ta yêu ngươi làm sao lại chơi ngươi cao mân côi chột dạ nói nếu không phải xem ở ngươi cho ta sinh một nhi tử phân thượng ta đã sớm đem ngươi đuổi ra khỏi cửa Ngươi có phải hay không cho 5 vạn đồng tiền cho Ôn Lâm để hắn ký từ bỏ kế thừa ta di sản quyền lợi hiệp nghị." Tao Nhã Siêu hỏi, Cao Mân Côi trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn làm sao biết chuyện này? "Văn Siêu, ta cũng chẳng còn cách nào khác a, à, chúng ta có nhi tử, vừa nghĩ tới chúng ta đồ vật, về sau muốn phân cho cái kia nghiệp chướng một nửa, trong tim ta liền không thoải mái. Mà lại ta cũng cho hắn 5 vạn khối a, à, cái này 5 vạn không ít, nếu không phải ta cho hắn nhiều tiền như vậy, hắn ôm lâm nói không chừng cũng không kiếm nổi cái vị trí này hôm nay. Cao Mân cô cẩn thận từng ly từng tí nói, tao nhã siêu nghe, trong lòng nộ khí chậm lại, nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi đem hiệp nghị đưa cho ta, ngày mai ta cầm đi trả lại hắn. Cao Mân cô nghe, lập tức hoảng, văn siêu, ngươi muốn nhận về hắn. Khi con của chúng ta làm sao bây giờ? Tự hào hắn năng lực không được, không có di sản, hắn nửa đời sau liền xong. Tao nhã siêu nghe trong lòng một trận đau lòng, đồng dạng là con của hắn, cái này tiểu nhi tử làm sao liền nuôi phế thành dạng này. Ăn uống cá cực chơi gái rút, kia là mọi thứ cũng không có rơi xuống. Nếu như chúng ta văn nguyệt phục sức không có mang lâm phục sức xưởng hỗ trợ, ngươi cảm thấy chúng ta còn sẽ có di sản lưu cho hắn. Cao mân côi, đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn lấy điểm ấy lợi ích. Ta những vật này, ôm lâm để ý. Tao nhã siêu tức giận đến không được. Hắn lúc trước làm sao liền coi trọng như thế một cái nữ nhân không có đầu óc, lúc trước hắn cùng viên nguyệt cùng một chỗ, viên nguyệt kiểu gì cũng sẽ cho hắn bày mưu tính kế, giúp đỡ hắn đem sinh ý làm được sinh động, về sau hắn sinh ý càng làm càng lớn, lấy lòng hắn nhiều người, liền phiêu, cảm thấy mình thật chính là vô cùng ưu tú, có năng lực có quyết đoán, mấu chốt dáng dấp còn phong lưu phóng khoáng. Cao Mân Côi liền tại hắn cuộc đời đắc ý nhất thời điểm. Xuất hiện, hắn ăn ghét đồ ăn thường ngày, liền nghĩ ăn chút cống ngầm dầu, kết quả ngay tại Cao Mân Côi đầu này thuyền lật trong mương, từ đây, hạnh phúc nhà không có sinh ý cũng mỗi huống càng rơi xuống, đều nói vợ chồng đều là nguyên phối tốt. Những năm này, hắn là thật hoài niệm cùng viên nguyệt cùng một chỗ phấn đấu thời gian, nhưng nói những cái này đã vô dụng, chính mình lúc trước chọn đường, cắn răng, hắn cũng phải kiên trì đi xuống. Phiên ngoại 4, viên nguyệt chết tao nhã siêu đi, ôm lâm toàn thân như bị người rút đi khí lực, ngồi liệt ở trên ghế salon, tao nhã siêu là hắn cha ruột, điểm ấy là sự thật không thể chối cãi, lúc trước ma ma còn tại thời điểm, bọn hắn một nhà người trôi qua tốt bao nhiêu, người người đều ao ước hắn có tốt như vậy ra thế, về sau, mụ mụ nụ cười ít, ba ba về nhà số lần cũng dần dần giảm bớt, có một lần, hắn đêm khuya bị một trận tiếng cãi vã đánh thức, còn buồn ngủ đi ra khỏi cửa phòng, hắn nhìn. Thấy ba ba đánh ma ma một bàn tay, sau đó quay người đi, ma ma. Một người ngồi tại trống rỗng phòng khách trung ương, khóc đến là như vậy thương tâm. Nhưng cho dù là lại thống khổ, nàng cũng chịu đựng không có khóc thành tiếng âm, nàng sợ đánh thức nhi tử, cũng sợ hãi để nhi tử biết cha hắn có ngoại tình, ôn lâm vậy sẽ kỳ thật cũng thành niên, nơi nào sẽ không hiểu những cái này, hắn biết ma ma không nghĩ để nàng biết những cái này bẩn thiểu sự tình, hắn cũng liền giả giả vờ không biết, đêm đó, ma ma dưới lầu yên lặng rơi lệ, hắn ngay tại trên lầu yên lặng bồi nàng suốt cả đêm, từ khi đêm đó vạch mặt về sau, tao nhã siêu dứt khoát liền không. Trở về nhà, viên nguyệt mỗi ngày trôi qua cái xác không hồn, làm nhi tử hắn lại bất lực, bỗng nhiên có một ngày, hắn còn tại công ty đi làm, bỗng nhiên tiếp vào tao nhã siêu điện thoại, nói bọn hắn xảy ra tai nạn xe cộ, mẹ của nàng tại bệnh viện cứu giúp, lúc ấy hắn cảm giác toàn bộ trời cũng sắp sụp xuống tới, chờ hắn đi đến bệnh viện, mama đã đi, chỉ có một bộ lạnh như băng thi thể ở trước mặt hắn. Đối với mama vì sao lại cùng tao nhã siêu cùng một chỗ, mà lại đồng thời xảy ra tai nạn xe cộ. Vì cái gì hắn chỉ là bị thương ngoài da, viên nguyệt lại bất trị bỏ mình, hắn không phải chưa từng hoài nghi, nhưng lấy hắn ngay lúc đó thực lực, căn bản tìm không thấy chứng cứ ma ma tang lễ về sau không đến hai cái tuần lễ cao mân côi nâng cao bụng mang theo nàng vướng víu quan minh chính đại vào ở ông gia tòa nhà nhìn thấy cao mân côi bụng ông lâm tức giận đến muốn bóp chết nàng nhưng hắn không thể cho dù kia là cướp đi hắn gia đình hạnh phúc nữ nhân xấu bởi vì hắn trời sinh tính thiện lương lại về sau tao nhã siêu việt nhìn hắn càng không vừa mắt cuối cùng cao mân côi hãm hại hắn hắn bị đuổi ra tòa nhà Hắn đối tao nhã siêu cái này sinh vật trên ý nghĩa phụ thân liền hoàn toàn thất vọng, hắn hận hắn, muốn trả thù hắn, hiện tại cơ hội đến, hắn đến cầu hắn, hắn lại hung tợn nhục nhã hắn, hắn coi là dạng này mình liền sẽ vui vẻ, nhưng phát hiện mình cừu hận trong lòng mới vừa vặn bị sốc lên, nhấc lên một chút xíu tiểu thủy hoa, phía sau sóng to gió lớn đã trên đường. Kỳ thật lấy năng lực của hắn, đã sớm có thể trả thù hắn, nhưng hắn cái này, người không thích chủ động tìm người không thoải mái, hiện tại người khác tìm tới cửa hắn cũng không do dự nữa tao nhã siêu những năm này mặc dù đầu tư không kiếm tiền nhưng trong tay hắn còn cầm năm đó cùng viên nguyệt cùng một chỗ dốc sức làm kiếm hạ sản nghiệp nguyệt siêu tập đoàn vân thị làm thực phẩm điểm tâm xí nghiệp dân dĩ thực vi thiên cái xí nghiệp này mặc dù tao nhã siêu không như thế nào quản lý nhưng một mực kiếm tiền mặc dù không nhiều nhưng cũng đầy đủ bọn hắn một nhà trải qua không sai thời gian đây là hắn mụ mụ bồi tiếp tao nhã siêu khai sáng xí nghiệp dựa vào cái gì để nữ nhân kia cùng nhi tử hưởng thụ hắn muốn đoạt lại tới, về phần làm sao đoạt lại, hắn quyết định về sau lại từ từ tìm cơ hội, ngày mai muốn cùng su mang lĩnh chứng, hắn nhất định phải tinh thần phấn chấn đi, thế là đi tắm nước nóng, liền ngủ thật say, ngày thứ hai, ôm lâm trước kia liền đi su mang nhà, ở nhà người cùng đi, đi lĩnh chứng. Người một nhà thật vui vẻ ăn cơm, ôm lâm liền đưa. Ra mang su mang đi xem hắn một chút ma ma, su mang cảm thấy cũng hẳn là, thế là hai người mua một chút tế phẩm, liền lái xe đi nghĩa địa công cộng chờ bọn hắn đi vào nghĩa địa công cộng, xa xa, ôn lâm phát hiện mẹ của nàng trước mộ bia đứng một cái trung niên nữ nhân, nàng giống như cùng ma ma rất quen, đang cười nói chuyện cùng nàng, ôn lâm mang theo scuman, mang, đi gần, nữ nhân ngẩng đầu nhìn đến hai người, hơi kinh ngạc, tiếp theo mỉm cười, ngươi là ôn lâm. Ôn lâm gật gật đầu. Ta là ngươi mụ mụ hảo bằng hữu hồng mai, ta trước đó một mực đang nước ngoài, gần đây mới trở lại trong nước. Hồng Mai cười giới thiệu chính mình, ôm lâm nghe được Hồng Mai là mụ mụ bằng hữu, trong lòng đối nàng nhiều hơn mấy phần thân thiết. Hắn mụ mụ không có cái gì bằng hữu, cái này ra nước ngoài, bây giờ còn có thể trở về nhìn bằng hữu của nàng, chắc hẳn ma ma khi còn sống cùng nàng quan hệ không tệ. Cảm ơn ngươi Hồng Di, ngươi là duy nhất đến xem mẹ ta bằng hữu. Ông Lâm trong lòng có mấy phần cảm động, Hồng Mai mỉm cười, nàng thân cao 170cm, khí chất ưu nhã, nụ cười phi thường có lực tương tác, cô mang thấy, liếc mắt liền thích trước mắt A Di. Vị này xinh đẹp cô nương là. Hồng Di hỏi. Nàng gọi Bạch Xu Mang, Vân Thành Bạch Gia Nữ Nhi, cũng là thê tử của ta, hôm nay chúng ta vừa mới lĩnh chứng, cho nên mang nàng đến xem ma ma. Ông Lâm trả lời, Hồng Di trên mặt lộ ra kinh hỉ, vui vẻ tiến lên giữ chặt nàng tay, cười nói, ừm, hảo hài tử, ông Lâm về sau liền nhờ ngươi chiếu cố. Nói xong, từ trên tay mình cởi một con xanh biết vòng tay, nhét vào Xu Mang trong tay, đây là A Di đưa cho ngươi lễ gặp mặt, cầm. Xu Mang nhìn xem trong tay vòng tay, nàng không hiểu ngọc, nhưng cái này vòng tay chất lượng, xem xét chính là có giá trị không nhỏ. Hồng Di, lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận. School man đưa trở về, Hồng Di vội vàng nói, cầm, ngươi bà bà đi, ta là nàng tốt nhất khuê mật, đây là ta một chút xíu tâm ý, chờ các ngươi bày rượu, ta đi uống rượu mừng, cho ngươi thêm một phần càng lớn lễ vật. School man nhìn thoáng qua ôm lâm, ôm lâm gật gật đầu, cầm đi, đây là A Di tâm ý. School man nghe, không chối từ nữa vui vẻ đem vòng tay mang theo trên tay hồng di nhìn thoáng qua viên nguyệt mộ bia thở dài một hơi nói nếu là mẹ ngươi tại nàng được nhiều vui vẻ a à, nhi tử lớn tuấn tú lịch sự còn như vậy có năng lực con dâu cũng là xinh đẹp như vậy đáng tiếc á ôn lâm trong lòng cũng một trận cô đơn đúng vậy ma ma tại tốt bao nhiêu a à, hắn hiện tại tiền đồ cũng có năng lực hộ nàng chu toàn nhưng nàng không tại tự muốn nuôi mà thân không đợi đây là hắn đời này sâu nhất đau nhất hồng di vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói hôm nay là ngày vui, chúng ta đều đừng thương tâm, nhanh cho ngươi mẹ giới thiệu Suman, để mẹ ngươi nhìn xem vợ của ngươi. Ông Lâm lộ ra một trận cười khổ, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, cười nói, mẹ, nhi tử kết hôn, mang con dâu đến xem ngài đến, nàng gọi bạch Suman, là đời ta muốn che chở người. Nàng rất tốt, rất ôm nhu rất xinh đẹp, nấu cơm cũng siêu ăn ngon. Nói xong, một mặt nhu tình mà nhìn xem Suman, Suman nhìn xem trên bia mộ ảnh chụp, cười nói, mẹ, con dâu tới thăm ngươi, ta là Bạch Xu Mang, ôm lâm người khác rất tốt, cũng rất có năng lực, chúng ta cùng một chỗ, nhất định sẽ thật tốt sinh hoạt. Lúc này, một trận gió thổi qua, chung quanh cây cối đang lay động, phản phất đang đáp lại nàng, mấy người lại nói một hồi, sau đó liền rời đi. Lại qua vài ngày nữa, tao nhã siêu thực sự không chịu nổi, liền cùng Cao Mân cô nói, đi, đem ngươi để ôm lâm ký cái hiệp nghị kia đưa cho ta. Phi ngoại năm, Ôn Lâm muốn Nguyệt Siêu tập đoàn 49% cổ phần Cao Mân Côi có chút cảnh giác, hỏi: "Ngươi muốn vật kia làm gì?" Tao Nhã Siêu liếc nàng một cái, nói: "Còn có thể làm cái gì, tự nhiên là cầm đi trả lại Ôn Lâm." Cao Mân Côi lập tức không làm, trực tiếp cự tuyệt, "Không, không có khả năng, đây là hắn Ôn Lâm tự nguyện ký tên, dựa vào cái gì còn cho hắn?" Tao Nhã Siêu, ngươi sẽ không thật muốn đem chúng ta đồ vật phân cái kia nghiệt chướng một nửa a. À? Ngươi nói cái gì đó? ôm lâm vốn chính là nhi tử ta, đồ trong nhà là ta cùng mẹ hắn dốc sức làm xuống tới, về sau phân hắn một nửa cũng hợp lý. Tao nhã siêu nói, cao mân cô nghe, bắt đầu anh 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 khóc lên, ngươi cái không có lương tâm, ta cùng ngươi nhiều năm như vậy, còn vì ngươi sinh một nhi tử, ngươi thế mà nói với ta loại lời này. Tao nhã siêu có chút chán nản, ta nói không đúng sao. Ngươi gã sau khi đi vào, cả ngày sống phóng túng chơi mạt trượt, liền sẽ dùng tiền, có cho nhà kiếm qua một phân tiền, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng miệng không thể nói a à, nói nhà này phải nháo lật trời hoa hồng ta chưa hề nói ngươi không có công lao ngươi suy nghĩ một chút trong nhà của chúng ta hiện tại còn có cái gì ngươi đem hiệp nghị còn cho ôn lâm cho hắn biết về sau ta kiếm tiền vật lưu lại vẫn là có một nửa của hắn hắn còn có thể không giúp ta ta đã đầu vào rất nhiều tài chính tiếng văn nguyệt phục sức nếu như hắn không hé miệng giúp ta tiền này liền đổ xuống sông xuống biển trong nhà hiện tại là trạng thái gì ngươi còn không biết sao Tao nhã siêu tận tình khuyên bảo nói, cao mân cô nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đi lấy hiệp nghị, tao nhã siêu cầm hiệp nghị, hứng thú bừng bừng đi mang lâm phục sức cao ốc tìm ôm lâm, ôm lâm đang nghĩ ngợi làm như thế nào tìm tao nhã siêu cầm lại mẫu thân khai sáng nguyệt siêu tập đoàn, không nghĩ tới hắn đến, nghĩ nghĩ, liền để tiếp tân thả hắn đi lên, tao nhã siêu đi vào xa hoa đại lâu văn phòng, ngồi lên nắm cảnh thang máy, thẳng lên tầng cao nhất, ra thang máy, liền có trợ lý dẫn hắn tới phòng làm. Việc tao nhã siêu gặp người đối với hắn đều rất có lễ phép, trong lòng rất là hưởng thụ, ngẩng đầu ưỡn ngực theo ở phía sau, còn thỉnh thoảng cùng người nói ôm lâm là con trai ruột của hắn, tiếng ôm lâm văn phòng, tao nhã siêu liếc mắt liền thấy cái kia tuổi trẻ tài cao nam nhân ngồi ngay ngắn ở lớn như vậy trước bàn làm việc, chính chuyên tâm nhìn xem văn kiện, liền nhìn cũng không nhìn hắn, trợ lý đem người tới, quay người liền rời đi, tao nhã siêu cứ như vậy phơi ở nơi đó, có chút xấu hổ, cũng không biết có đáng đánh hay không nhiễu ôm lâm xem văn kiện, một lát sau, hắn đứng được thực sự hơi mệt chút, đối ôm lâm không nhìn, hắn là có khí cũng không dám phát, hôm nay hắn là đến cầu người làm việc, nhưng không thể đắc tội người, ôn lâm là cố ý phơi hắn một bên, gặp hắn còn rất có thể nhịn, liền không có ở dự định treo cực hắn. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ôn lâm ngồi trên ghế, một bộ lãnh đạo tư thế, nửa điểm cũng không cho tao nhã siêu mặt mũi, tao nhã siêu nghe ôn lâm giọng nói chuyện, trong lòng phẫn nộ, nghiệt chướng, thật là lớn tư thế. Lại dám dạng này nói chuyện với ta, hắn bóp bóp nắm tay, vụng trộn điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó cười nói, ta tìm ngươi, là vì mẹ ngươi xin lỗi đến. Mẹ ta đều chết rồi, ngươi cho nàng đạo cái gì xin lỗi? Ông Lâm lạnh lùng hỏi, nữ nhân kia, nàng cũng xứng làm mẹ ta, tao nhã siêu cười xấu hổ cười, nói, ta nói là ngươi mẹ kế cao mân côi, nàng trước đó làm khốn nạn sự tình, ta thật không biết, trở về ta liền hung tận phê bình nàng một phen, đây là lúc trước nàng để ngươi ký tên hiệp nghị, ngươi lấy về. Về sau tài sản trong nhà đều có một nửa của ngươi. Ông Lâm cầm lấy phần hiệp nghị kia, nhìn một chút hừ muốn cầm những vật này gạt ta hắn nghĩ nghĩ nói ôn tổng đây không phải là muốn cùng chúng ta mang lâm phục sức xưởng hợp tác a à. tao nhã siêu ha ha cười trả lời mang lâm phục sức xưởng thực lực cường đại các ngươi sáng lập mỗi một cái nhãn hiệu đều bán được rất chạy chúng ta tìm các ngươi hợp tác tự nhiên sinh ý cũng sẽ không kém ha ha ngươi còn có chút ánh mắt nhưng là ông lâm nói phân nửa liền dừng lại tao nhã siêu gấp hỏi nhưng là cái gì chỉ cần chúng ta có thể làm đến, nhất định làm theo. Ông Lâm thấy cá đã cắn câu, cười nói, ta muốn nguyệt siêu tập đoàn 49% cổ phần. Tao nhã siêu giật nảy cả mình, vô ý thức cự tuyệt, không có khả năng. Ta không phải muốn ngươi cho không, theo giá thị trường cho ngươi tiền, đây chính là một hai ức A, à, ngươi suy nghĩ một chút. Ông Lâm cười nói, chỉ cần ngươi đem cổ phần bán cho ta, ta lập tức để mang Lâm phục sức xưởng cùng ngươi ký kết hợp tác, ngươi có mang Lâm phục sức xưởng làm hậu thuẫn, còn sợ không kiếm được tiền tao nhã siêu lão hồ ly kia con mắt đang đánh chuyển hắn hiện tại có chút nhìn không rõ ôn lâm muốn làm gì hắn sẽ tốt bụng như vậy giúp hắn vì để tránh cho xúc động hắn trả lời ta trở về ngẫm lại nói xong muốn đi ôn lâm đem hiệp nghị ném tới hắn trước mặt nói đem thứ này lấy đi ta ôn lâm nói được thì làm được ngươi đồ vật ta một điểm không muốn nhưng là ta đồ vật ngươi đừng nghĩ chiếm không buông tay nửa câu sau hắn không nói ra tao nhã siêu nhìn hắn một cái gặp hắn thật là không muốn liền cầm lên đi, gặp người đi, ôn lâm tâm tình rất tốt, hắn biết, tao nhã siêu nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của hắn, đồng thời hắn cũng biết, cho dù có mang lâm phục sức xưởng làm hậu thuẫn, lấy tao nhã siêu loại này sinh ý đầu não người, hắn cũng nhất định làm không vậy, cuối cùng sẽ chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, hắn đem cặp văn kiện hợp. Lại, sau đó đi ra ngoài, hắn hẹn su mang đi thử áo cưới, tao nhã siêu về đến trong nhà, đem hiệp nghị còn cho cao mân côi, cao mân côi cầm hiệp nghị, kinh ngạc, hắn không muốn. Hừ người ta muốn chính là văn siêu tập đoàn. Tao nhã siêu nói. Cái gì? Hắn khẩu vị thật là lớn, đây là nhà chúng ta căng cơ, không thể cho hắn. Cao mân cô nói. Ta tự nhiên là biết, nhưng là nếu như không cho hắn, hắn là không thể nào hợp tác với chúng ta. Tao nhã siêu nói. Không hợp tác liền không hợp tác, chúng ta có tiền, còn sợ tìm không thấy nhà máy hợp tác. Cao mân cô kinh thường nói. Ngươi biết cái gì? mang lâm phục sức dưới cờ có to to nhỏ nhỏ 10 cái nhãn hiệu, đều là rất kiếm tiền nhãn hiệu, chính là một cái mới thành lập nhãn hiệu, hàng năm đều có thể kiếm mấy ức. Bọn hắn có cả nước ưu tú nhất thiết kế đoàn đội, hoa nam lớn nhất phục sức xưởng, chỉ cần hợp tác với bọn họ, chúng ta văn nguyệt phục sức nhãn hiệu khẳng định kiếm tiền. Tao nhã siêu nói, cao mân cô nghe, kinh ngạc phải há to mồm, cái này nghiệt chướng như thế có thể kiếm tiền, lại nhìn một chút tao nhã siêu, lập tức có chút ghét bỏ lên, vẫn là phụ tử đâu người ta một cái thanh niên, một cái nhãn hiệu liền có thể kiếm mấy ức, người quanh năm suốt tháng cũng không kiếm được mấy triệu, nàng trầm mặt, nghe được làm trang phục nhãn hiệu như thế kiếm tiền, nàng cũng tâm động a, à, sớm biết lúc trước cũng không cần cùng hắn huyên náo như thế cương, mọi chuyện thuận hắn, nói không chừng ta chính là mang lâm phục sức lão bản mẹ. Ngươi định làm như thế nào? Cao Mân Côi hỏi, tao nhã siêu nghĩ nghĩ, nói, hắn muốn lấy giá thị trường thu mua nguyệt siêu tập đoàn 49% cổ phần. Có thể bán bao nhiêu tiền? Cao Mân Côi vội vàng hỏi, tao nhã siêu nhìn thoáng qua Cao Mân Côi tấm kia tham lam mặt, trả lời, chí ít 100 triệu. Nhiều như vậy. Cao Mân Côi kinh ngạc kêu lên. Phi ngoại sáu, ác nhân có ác báo, thiện hữu thiện báo, xong, tao nhã siêu liếc nàng một cái, nữ nhân này thật là một cái bao cỏ, nguyệt siêu tập đoàn hàng năm ổn trám mấy chục triệu, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng đây là vững chắc thu nhập, liền 100 triệu bán đi một nửa cổ phần, còn gọi nhiều, Cao Mân Côi nghĩ nghĩ, nói, văn siêu, bán, có số tiền này, chúng ta liền có thêm vốn lưu động, sau đó đem chúng ta phục sức nhãn hiệu làm lớn làm mạnh, ngươi không phải nói ôm lâm một cái nhãn hiệu đều. Có thể một năm kiếm mấy ức sao? Chỉ cần ôm lâm chịu hợp tác, chúng ta liền không lo không kiếm được tiền. Tao nhã siêu kỳ thật cũng nghĩ đến điểm ấy, thấy Cao Mân Côi cũng nói như vậy, trong lòng liền có chủ ý, ngày thứ hai, hắn liền cho ôm lâm gọi điện thoại, đồng ý điều kiện của hắn, ôm lâm trong lòng cười lạnh một tiếng, phân phó trợ lý đi ký hợp đồng, đưa tiền cầm cổ phần, trợ lý đối ôn lâm cách làm rất là không hiểu, nhưng tổng giám đốc việc cần phải làm, hắn một cái làm trợ lý không thật nhiều miệng, chấp hành liền tốt, tao nhã siêu cùng cao mân côi cầm tới tiền, vui vẻ đến không được. Người một nhà chúc mừng một phen, liền bắt đầu ước mơ văn nguyệt phục sức tương lai kiếm nhiều tiền, ngay từ đầu, bởi vì có mang lâm nhà máy trang phục cái này cường đại bối cảnh, văn nguyệt phục sức xác thực kiếm một chút tiền, rất nhanh, tao nhã siêu lại bắt đầu phiêu, công ty không hảo hảo kinh doanh, chỉ biết ăn uống vui đùa, công ty công trạng bắt đầu trượt, tăng thêm hắn mù quán khuếch trương, nguyên lai tiền kiếm được rất nhanh lại mất đi, cuối cùng liền bán cổ phần tiền đều thua thiệt. Không có, tao nhã siêu gấp, phục sức như thế kiếm tiền, hắn không thể trơ mắt nhìn xem công ty đổ, liền lại bán đi một chút cổ phần, nhưng cuối cùng cứu không được, Văn Nguyệt phục sức đổ, may mà rối tinh rối mù, chờ hắn tỉnh táo lại, phát hiện Văn Siêu tập đoàn cổ phần trong tay hắn chỉ còn lại 10 cổ phần. Tương đương với cái này lấy ra giữ gốc công ty cũng không có, hắn hồi tưởng mấy tháng này trải qua, tựa như làm giấc mộng đồng dạng, mộng tỉnh, cái gì cũng không có, ngay lúc này, cao mân côi. Nhi tử xong cái đại họa, lái xe đem người đụng thành người thực vật, nhà khác dài không muốn bồi thường. Chỉ cần hắn ngồi tù, tao nhã siêu vì giúp Nhi tử giải quyết chuyện này, đem chỉ còn lại 10% cổ phần cũng bán, trên dưới chuẩn bị, đem một điểm cuối cùng gia sản đều làm không có, mới đem người cứu ra, nguyên nghĩ đến người ở nhà tại, không ngờ cao mân côi biết hắn người không có đồng nào, mang theo Nhi tử muốn đi, hắn mắt trợn tròn. Thống khổ hỏi, Hoa Hồng, một đêm vợ chồng bách dạ ân, chúng ta còn có một đứa con trai, đừng bỏ lại ta một người có được hay không. Cao Mân côi hừ một tiếng, châm chọc nói, tao nhã siêu, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay đi. Lúc trước viên nguyệt đối ngươi tốt như vậy, ngươi đều có thể vứt bỏ nàng, làm hại nàng bỏ lỡ tốt nhất cứu giúp thời gian mà bỏ mạng, ngươi như thế hung ác người, ta làm sao có thể cùng ngươi sống hết đời. Hoa Hồng, Hoa Hồng, ngươi đừng nói như vậy, ta không cứu nàng, còn không phải là vì ngươi vì con của chúng ta có cái danh chính ngôn thuận vị trí tao nhã siêu thống khổ nói ngươi đừng đem chính mình nói phải cao thượng như vậy tao nhã siêu chúng ta đều là một loại người vì tư lợi ngươi còn không phải là vì độc chiếm tài sản mới không để ý viên nguyệt chết sống đừng đem ta lôi ra đến đệm lưng cao mân côi khinh thường nói những năm này nàng tồn không ít tiền riêng đủ nàng thật tốt sống hết đời nàng mới không muốn đi theo tao nhã vượt qua thời gian khổ cực tao nhã siêu không nghĩ tới cao mân côi sẽ đối với hắn như vậy quỳ cầu tình, hoa hồng, hoa hồng, ngươi đừng đi, ngươi đừng đi, chúng ta còn có nhi tử A, ngươi không thể đối với ta như vậy. Cao mân côi một chân đá văng hắn, cười lạnh nói, ta nói thật cho ngươi biết đi, này nhi tử không phải ngươi. Cái gì? Tao nhã siêu kinh ngạc phải quên bắt lấy cao mân côi, cao mân côi thừa cơ đi xa mấy bước, nói, lúc trước ta là đã hoài thai, hài tử ba ba lại biến mất, ta không có cách, mới tìm bên trên ngươi. Hiện tại hài tử ba ba trở về, vẫn là người có tiền, ta muốn dẫn lấy nhi tử đi tìm hắn thân cha, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ cửa nát nhà tan cảm giác đi. Nói xong, Cao Mân Côi bước nhanh đi đến bên ngoài, tiến vào một cổ xe đi, tao nhã siêu não tử ầm ầm mà vang lên, bỗng nhiên cười ha ha, tiếp theo tinh thần thất thường, triệt để điên mất, ôm lâm biết sự tình từ đầu đến cuối về sau, đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần, xem như ác nhân có ác báo, tao nhã siêu tiến bệnh viện tâm thần không bao lâu, Cao Mân Côi liền bị nàng kia làm bộ đàn ông có tiền cho lừa sạch tất cả tiền, nhi tử lại gây họa, lúc này không có tiền chuẩn bị, trực tiếp đi vào ngồi sổn. 20 năm đại lao, cao mân côi không có cách, chỉ có thể khắp nơi làm việc vặt, trải qua trôi dạt khắp nơi sinh hoạt, đảo mắt, ôm lâm cùng su mang hôn kỳ đến, vương bà cùng nhi tử một nhà từ tam nguyên thôn chạy đến, nhìn tận mắt nàng xuất giá, hồng di cũng tới, mang đến một cái ngân hàng các sắt chìa khóa, đây là viên nguyệt khi còn sống giao cho nàng đảm bảo đồ vật, bên trong đặt vào nhà các nàng bảo vật gia truyền, hiện tại hắn kết hôn, là thời điểm cho hắn, cuộc hôn lễ này phi thường long trọng toàn bộ vân thành nhân vật có mặt mũi đều đến tất cả mọi người ao ước đây đối với trai tài gái sắc bích nhân cũng đưa lên tràn đầy chúc phúc một qua sang năm scuman mọc ra một đôi song bào thai nam là Kaka, bộ dáng cùng ôn lâm giống nhau như đúc tiểu nhân là muội muội trắng trắng mềm mềm cực giống scuman người một nhà thật vui vẻ qua lên hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt cố sự đến tận đây liền kết thúc mỹ mãn tạ ơn bảo tử nhóm đọc